toàn dân lĩnh chủ ta binh chủng biến dị chương 536, ma năng không ngừng tăng trưởng. Tiếng nổ ầm vang, kéo theo mặt đất chấn động, truyền khắp cả chiến trường cấp 8 trong nháy mắt. Quá nhanh, lượng bóng đen lớn vô cùng xuất hiện trên đường chân trời rộng lớn. Rõ ràng là một đống ma thú cấp 8 với hình thái khác nhau, đang tràn ra tất cả lãnh địa bên trong chiến trường. Xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt của Lâm Hữu, là ma thú loại mảnh thú có tốc độ nhanh nhất từng con giả thú cấp 8 với hình thể khổng lồ đang lao nhanh trên chiến trường, kéo theo mảng lớn bụi mù, liếc mắt một cái chỉ thấy một mảnh đông nghìn nghịt. Hóa thành một dòng nước lũ màu đen đánh chớp nhoáng đến từ bốn phương tám hướng, đảo mắt một cái, chúng nó đã xông tới khu vực cách phạm vi lãnh địa chưa tới một km. Địa thế lãnh địa của Lâm Hữu khá cao, tầm nhìn rộng lớn, hắn lập tức bị cảnh tượng vĩ đại này dọa sợ. Càng khiến hắn vô cùng kinh ngạc chính là tất cả đám ma thú này đều là cấp S tất cả thuộc tính tăng lên 80%. Dựa theo thuộc tính bình quân của ma thú bình thường là 2.000 điểm, thì cường độ của chúng là 3.600 điểm. Hơn nữa số lượng bọn này nhiều lắm. Lãnh chúa cấp 8 bình thường căn bản không thể chống đỡ được. Phỏng chừng cũng chỉ có loại chiến trường cấp 1, nơi yêu nghiệp tập trung này, mới dám chơi như vậy. Trống. Cuối cùng, cùng với mảng lớn thú trống to rõ, đám giả thú loại nhanh nhẹn dẫn đầu sông tới đã đi đến dưới triền núi. Ngay lập tức, chúng nó tre và mang mọc lao lên triền núi, triển khai tiến công lãnh địa Lâm Hữu. Công kích Lâm Hữu đứng ở chỗ cao nhất trên triền núi, lớn tiếng truyền lệnh cho tất cả thực vật. Trong phút chốc, ở bốn phương hướng, thế trận thực vật dưới sự dẫn dắt của binh chủng vương tộc, trực tiếp nên đón thế tới hung mảnh của đàn giả thú rồi hung hăng va chạm cùng chúng nó. Đội ngũ giao chiến đầu tiên là binh chủng cổ thụ đứng hàng đầu chúng nó trực tiếp dùng hình thể thật lớn của mình xếp thành một hàng cấu thành một vách tường vững chắc trên sườn núi đám giả thú cấp tám thấy con đường phía trước bị ngăn cản lập tức nhảy lên cao cao chân trước hóa thành lưỡi dao sắc bén xẹt qua không khí quy thế sắc nhọn kia giống như muốn xé nát mọi việc mọi thứ trước mắt bành bành bành, bành. tiếng va chạm liên tiếp quanh quẩn bên tai trên người binh chủng cổ thụ bị giả thú quần công đánh tới, đã bốc lên một mảnh ánh sáng màu vàng, xanh. Kỹ năng tăng phòng ngự cho binh chủng cận chiến của Thanh Cương với bí bảo thành lũy tự nhiên đồng thời có hiệu lực, khiến phòng ngự của chúng nó tăng nhanh. Cứ như vậy, thuộc tính bình quân của binh chủng sinh sản thêm vốn chỉ hơn 3.000 một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt thuộc tính thể chất tăng mạnh, rốt cục cũng chèn ép được đám giả thú dẫn đầu. Cùng lúc đó, trên bầu trời kỹ năng long uy của rồng yêu đế giảm 5% thuộc tính địch quân cũng có hiệu lực, lập tức khiến khí thế quân đoàn cổ thụ như hồng, ngăn cản được đàn thú trong đợt sóng thứ nhất. Nhất là bản thể sinh sản thêm, trực tiếp biến thành tồn tại giết muốn điên rồi, mà thú cấp S căn bản không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn cho chúng nó, tất cả đều bị chúng nó oanh bay đi. Sau đó, ở bốn phương vị, đội ngũ phía sau đang được vương tộc dẫn dắt, đều ra tay. Tận dụng ưu thế địa hình, nấm cô vương, thanh đằng, xương rồng gai, bộ công an biên cuồng xuất hiện, tiến hành công kích mãnh liệt với đàn thú đang bị ngăn cản bên dưới. Tiếng thú rống, tiếng nổ mạnh, truyền khắp bốn phía lãnh địa, khiến cho không khí đều chấn động kịch liệt. Một hồi lãnh địa phòng thủ chiến với thanh thế to lớn, đã triển khai như vậy. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng nhắc nhở đánh chết, Lâm Hữu trực tiếp chắn lại, chuyên tâm chỉ huy các phương hướng chiến đấu, tuyệt đối không cho ma thú tới gần lãnh địa một bước mà theo quân tiên phong bị ngăn cản, phần lớn các ma thú phía sau cũng đuổi tới. Chỉ thấy từng con ma thú đang rống giận lao về phía triền núi, hỗn chiến cùng nhóm thực vật. Một ít giả thú có động tác nhanh nhẹn, lại lướt qua hàng phòng thủ cổ thụ, vọt tới phía trên triền núi, nhưng lập tức bị dây leo của thanh đằng đuổi theo đánh chết, không một con nào may mắn thoát khỏi. Có thể nói, thanh đằng là tầng phòng thủ cuối cùng bên trong lãnh địa. Nếu ngay cả nó cũng bị đột phá, vậy lãnh địa lâm hữu cách sự hủy diệt không xa nhưng đột phá phòng thủ của thanh đằng là chuyện dễ dàng như vậy sao chưa nói tới ưu thế hình thể của nó chỉ là bàn về kỹ năng khát máu cùng loạn thôi cũng đủ để đối phó với đa số quần chiến mà ở mặt đông và phía tây lâm hữu còn phân biệt sắp xếp một gốc hoa ăn thịt người có kỹ năng lĩnh vực bất tử mới một vài lần giao phong trên mặt đất đã xuất hiện lượng lớn thi thể sau đó một đám bị tử khí bao phủ sống lại thành mảng lớn hoa bất tử đỏ tươi ướt ác, không ngừng lan tràn sang hai bên, đảo mắt một cái đã trải rộng hai mặt chiến trường. Hơn nữa dưới các quần sáng và thánh vật lãnh địa tăng phúc, thuộc tính của hoa bất tử không kém ma thú cấp S bao nhiêu. Cộng thêm quần sáng hấp huyết của thôn thiên và nhóm hoa tinh ra sức trị liệu, chúng nó trực tiếp chiến đấu ngươi đi ta lại với đám ma thú cấp S, thanh thế lớn vô cùng. Thậm chí còn không cần vận dụng tới kỹ năng áp đáy hồng giả mang rít cào. Cứ như vậy, dưới các loại binh chủng phối hợp với nhau, rốt cục bốn phương hướng của lãnh địa cũng dần dần ổn định thế cục, bắt đầu không ngừng thu gặt đại quân ma thú sông lên. Ma năng lâm hữu cũng tăng trưởng nhanh chóng. Mới không đến 20 phút thời gian, đã tích lũy được 5 triệu ma năng, quả thực nhanh đến khủng bố. Phải biết rằng, lấy sinh mệnh lực của ma thú cấp 8, muốn một kích miễu sát cũng không dễ dàng. Đa số vẫn là trúng vài lần công kích mới chết, hoặc bị vương tộc với bản thể sinh sản thêm dùng thực lực nghiền áp đánh trúng nơi yếu hại mới có thể một kích mất mạng nếu có thể liên tục trong vòng một ngày thì tốt rồi lâm hữu lòng tham không đáy thầm nghĩ uy hiếp của ma thú cấp s gây ra cho hắn không quá lớn bởi vì dù là vật triệu hồi dưới quần sáng tăng phúc thực lực tổng hợp lại cũng không yếu hơn cấp s bao nhiêu đối mặt với thú triều hoàn toàn không thua thiệt thậm chí hắn còn có thời gian nhàn rỗi mở kênh nói chuyện xem xét tình huống của đám lãnh chúa khác đậu xanh đợt thủy triều ma thú thứ nhất chính là cấp S quả thực yếu muốn chết người bất lực bất lực giết ma thú kiếm được ma năng đều dùng để bổ sung binh chủng căn bản không kiếm được bao nhiêu ngươi thế còn ổn rồi ta bên này đụng tới ma thú cùng bạo vừa vặn là thuộc tính khắc chế cơ bản đều dùng thi thể đắp đống đi qua ta còn thảm hơn lãnh địa ở trong một cái thung lũng hoàn cảnh phòng thủ rất xấu Ha ha, hay, đám rác rưởi giới vực khác, tốt nhất tất cả đều bị ma thú giết sạch đi. Chỉ cấp ép cũng không ngăn được, quả thật không cần sống ở trên đời này nữa. Có thể nói khi thủy triều ma thú xuất hiện, sẽ có người hoan hỷ có người ưu thương. Thậm chí có không ít người đang điên cuồng độc ác cầu nguyện. Đương nhiên, khi đối mặt với địch nhân, khẳng định sẽ không ai nói tình hình thực tế của mình. Nếu bọn họ còn có chút thanh thản lên đây nói chuyện, cũng có nghĩa là còn dư lực, cũng không giống nội dung lời nói gian nan chống đỡ tổn thất thảm trọng kia chỉ sợ đều cố ý nói cho mình yếu đi dùng để lừa gạt lãnh chúa giới vực khác một đám lão thảo mai lâm hữu thầm mắng một câu ma thú cuồng bạo vừa bắt đầu một đám đã triển khai kêu thảm chiến trường này có phải tuyển tú đâu xem ra muốn chiếm được chút ưu đãi trên tay đám lãnh chúa đứng đầu cũng không quá dễ dàng còn phải nhân cơ hội này kiếm nhiều chút ma năng để ngăn ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đợt thủy triều ma thú thứ hai sắp tới. Đúng lúc này, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên giao diện. Đợt thủy triều ma thú thứ hai. Lâm hữu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ đám mảnh thú này chỉ là đợt thứ nhất? Giống như để đáp lại nghi vấn của hắn, trên bầu trời xa xa, đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng dáng đông nghìn nghịch, chúng đang bay tới gần lãnh địa của hắn. Mảng bóng đen với số lượng khổng lồ, như muốn che lấp mặt trời, phủ kính không trung, thanh thế to lớn, đảo mắt một cái đã bao phủ khắp không trung. Bên tai còn truyền đến từng đợt tiếng vỗ cánh ong ong. Thủy triều côn trùng. Sắc mặt lâm hữu trầm xuống, đây là tình huống hắn không muốn thấy nhất nhưng nó vẫn xuất hiện. Không nghĩ tới đợt ma thú cùng bạo thứ hai lại là hệ phi hành. Nếu nói, thủy triều ma thú hình thái lục địa chính là tặng món ăn cho các lãnh chúa thì hệ phi hành tuyệt đối là khảo nghiệm dành cho bọn họ, khảo nghiệm thực lực tổng hợp của bọn họ. Khó trách ngay từ đầu sẽ xuất hiện thú triều đơn giản như vậy, xem ra giai đoạn trước chỉ có mục đích cho nhóm lãnh chúa tích lũy tài nguyên, như món thai vị ăn sáng mà thôi. Lâm hữu nào dám chần chờ, hắn lập tức lớn tiếng la lên với nhóm thực vật đang khuếch tán ra ngoài. Thu gọn đội ngũ. Trong nháy mắt, tất cả thực vật giết muốn điên rồi đều buông tha cho đám giả thú còn lại và lui về sườn núi. Rồng yêu đế và rồng yêu hậu đang bay trên không trung cũng bị Lâm Hữu gọi xuống mặt đất. Dù sao chúng nó chỉ có hai con, dù thuộc tính mạnh hơn nữa, vẫn khó có thể ngăn cản khi đối mặt đại với quân côn trùng khủng bố như thế. Rất nhanh. Tiếng vỗ cánh càng ngày càng gần, rốt cục cũng xuyên qua chiến trường rộng lớn, dần dần xuất hiện trong tầm nhìn. Tập trung nhìn vào, trước mặt đã xuất hiện từng con giáp trùng xích viêm hệ hỏa diễm. Tên, giáp trùng xích viêm, bình thường

đây là loại côn trùng sống trong khu vực núi lửa, số lượng cực kỳ khổng lồ, có khả năng điều khiển lực lượng hỏa diễm. Cấp SS. Lâm Hữu nhìn thấy thuộc tính của giáp trùng xích viêm, lập tức nhăn mày lại. Tuy nói chỉ tăng lên một cấp bậc hỗn độn, nhưng lại là tăng mạnh 10% thuộc tính. Hơn nữa số lượng đợt này còn muốn khoa trương hơn đợt thủy triều ma thú thứ nhất, cộng thêm thuộc tính khắc chế, sợ rằng hắn không dễ dàng đối phó. Ông 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 trong lúc Lâm Hữu đang suy tư, tiếng vỗ cánh rậm rạp đã nhanh chóng tới gần. Chỉ một thoáng, côn trùng đại quân đông nghìn nghiệp kia giống như mây đen bay lên đỉnh đầu, như thủy triều từ bốn phương tám hướng gào thét xông đến lãnh địa của hắn, làm cho da đầu người ta rung lên. Lâm Hữu vừa định truyền lệnh phòng thủ. Không ngờ trên người giáp trùng xích viêm này đột nhiên bốc lên một mảnh lửa nóng cháy, sau đó chúng đột nhiên nổ tung trên bầu trời, hóa thành mưa lửa đầy trời rơi xuống dưới trực tiếp nhụn thắt không trung thành màu đỏ. Thôn thiên, thành lũy bảo vệ. Lâm hữu quyết định thật nhanh, trực tiếp khiến thôn thiên phát động kỹ năng thành lũy bảo vệ. Giây tiếp theo, một quần sáng thật lớn hình nửa vòng tròn xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi hơn 200 mét, bao gồm cả đỉnh núi, và bảo vệ tất cả binh chủng thực vật vừa trở về vào bên trong. Rầm rầm oanh. Hoa lửa kịch liệt nổ tung bên trên quần sáng, biến thành từng đống lửa nhỏ hơn rơi vào lãnh địa, giống như đàn sao băng rơi hoàn toàn bao phủ cả lãnh địa, cũng phát ra tiếng nổ ầm vang, làm mặt đất trên triền núi rung chuyển. Một ít binh chủng và vật triệu hồi có thuộc tính khá thấp bị đánh trúng, cũng trực tiếp bị đốn lửa bắn thủng, thân thể vỡ nát, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Quần sáng trị liệu Đúng lúc này, sứ giả tinh linh trong lãnh địa ra tay. Chúng đều dơ pháp trượng trong tay lên cao, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bao phủ tất cả binh chủng bị thương vào bên trong, rất nhanh đã khôi phục thương tích trên người chúng nó, đồng thời trên người những binh chủng kia cũng xuất hiện một đám lá trắng giảm thương. Hỏa diễm nổ mạnh vẫn liên tục như trước. Nhưng sau khi có trị liệu và giảm thương, không có tiếp tục xuất hiện tình trạng giảm quân số binh chủng nữa. Cứ như vậy vừa ngăn cản mưa lửa vừa trị liệu, 5 giây đi qua rất nhanh. Trăng rắc. Một tiếng dòng vang, thành lũy bảo vệ vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ biến mất ở bên trong không khí mà trên người lâm hữu và tất cả binh chủng thực vật đều xuất hiện một tầng lá trắng được cô động gần như thành thực chất, hoàn toàn bảo hộ bọn họ ở bên trong. Đúng là hiệu quả thứ hai của kỹ năng thành lũy bảo vệ, hấp thu toàn bộ thương tổn biến thành lá trắng. Hơn nữa bị thương càng nặng càng nhiều, lá trắng càng dày. Trong 5 giây thời gian vừa rồi thành lũy bảo vệ đã thừa nhận nhiều công kích phạm vi lớn như vậy, có thể nói là nhận phun thương tổn, lập tức tạo ra cho lâm hữu và nhóm thực vật một cái lá trắng gần như vô địch dường như đám mưa lửa còn lại rơi xuống trên người bọn họ chỉ khiến hộ thuẫn nhạt đi một chút mà thôi căn bản không thể tạo thành thương tổn cho bọn họ ha ha đúng toàn lực phản công cho ta đánh bại tất cả chúng nó lâm hữu sang sảng cười to bàn tay lập tức vung lên mảng lớn gai gỗ ngưng tụ trên trời bắn nhanh về phía lũ côn trùng đám thực vật khác cũng không chịu yếu thế đều tràn ra ngoài công kích tầm xa trút xuống tầm ầm nổ tung trên bầu trời lãnh địa trong nháy mắt thi thể côn trùng rơi xuống như mưa rơi xuống từng mảng từng mảng ma năng của lâm hữu cũng không ngừng tăng cao thậm chí còn nhanh gấp hai so với hồi nãy nhưng hắn phát động hơi muộn một chút lúc này con số trên bảng xếp hạng ma năng cũng không cao chỉ miễn cưỡng rơi vào trong một ngàn người mà thôi mà trên cơ bản lúc này đám lãnh chúa xếp hạng phía trước đã đánh chết lượng lớn ma thú rồi ma năng của số một còn đạt tới con số 10 triệu khủng bố phải biết rằng vừa qua nửa giờ mà thôi. Dựa theo mỗi con ma thú cấp 8 cho ra 1.000 điểm ma năng mà tính, đối phương đã giết ít nhất 10.000 con ma thú cấp 8. Hơn nữa số lượng này vẫn đang không ngừng tăng trưởng, lãnh chúa khác muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Bọn người kia quá biến thái. Nhanh như vậy đã giết được 10.000 con ma thú. Súc vật, ta mới hơn 5 triệu ma năng thôi. Hình như số 1 là mễ già nhĩ của đại lục Thánh Quang. Còn có đường vấn thiên thế giới vĩnh hằng, Hổ thái của Đại Lục Thú Vương, mã nhĩ gia của thế giới Ma Nguyên, bọn họ đều có mặt. Không hổ là giới vực lớn nằm trong 10 vị trí đầu của vạn giới, quả nhiên thực lực rất mạnh. Về cơ bản trong 10 vị trí đầu đều là mấy gương mặt cũ. Cẩn thận một chút thì tốt nhất đừng chạm mặt bọn họ. Trên kênh nói chuyện, lãnh chúa các giới đang bàn tán xôn xao, cả đám người đều bị tin tức trên bảng xếp hạng làm kinh hoảng. Lúc này, chiến trường vừa mở ra, trên bản kích sát vẫn là số không như cũ. Chỉ có bản ma năng đang không ngừng biến chuyển như gió, xuất hiện lượng lớn cái tên. Cơ hồ bọn họ đều nhận ra những vị lãnh chúa xếp ở vị trí gần phía trước trên bảng xếp hạng. Mà phần lớn trong số bọn họ đều đến từ 10 giới vực lớn đứng đầu kia. Cá biệt chỉ có một số ít hạng người thiên tư trắc tuyệt của giới vực nhỏ mới miễn chen vào trước 50 mà thôi. Đủ để thấy, nội tình của 10 giới vực lớn kia khủng bố tới mức nào. Kỳ quái, sao bên trong 50 thứ hạng đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên chưa từng nhìn thấy? Đột nhiên, một tin tức bắn ra, các ngang nhóm lãnh chúa đang nghị luận. Các vị lãnh chúa vốn đang kinh hô liên tục, lập tức nhìn về phía bảng xếp hạng, quả nhiên đã phát hiện ra một cái xa lạ tên. Người này đang dùng tốc độ cực kỳ khủng bố xông lên bảng xếp hạng, đảo mắt một cái đã vọt tới vị trí số 49, hơn nữa còn không có ý định dừng lại. Chuyện gì vậy? làm sao ma năng của hắn lại tăng nhanh như vậy? Đại lục Nguyên Thủy Lâm Hữu Chưa từng nghe tới tên này Mau nhìn Tô ân vị trí thứ 40 bị hắn chen xuống Má nó Đúng thật kia, chẳng lẽ hắn cắn thuốc Ta còn nhớ thế giới Nguyên Thủy chỉ là một cái giới vực nhỏ mà thôi Sao có thể tồn tại lãnh chúa lợi hại như vậy Xếp hạng của hắn lại tăng Vị trí 28 Không đúng, vị trí 25 rồi. Trong một mảnh la lớn của lãnh chúa các giới, xếp hạng của Lâm Hữu một đường hát vang, từ hơn 40, một đường lên tới vị trí 25. Cuối cùng, thẳng một đường lên tới vị trí 20, xu hướng leo lên mới ngừng lại. Thứ 20, Lâm Hữu, đại lục nguyên thủy, 9,78 triệu. Đúng vậy. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lâm Hữu trực tiếp đạt được gần 5 triệu ma năng, một bước vọt vào trong bảng xếp hạng chỉ kém mễ già nhĩ ở vị trí số một chừng mấy trăm ngàn ma năng thôi. Nhưng lúc này, Lâm Hữu không có tâm tư chú ý tới chuyện đó. Nương theo hiệu quả của lá trắng thành lũy bảo vệ, đám thực vật của hắn đang điên cuồng xung phong liều chết trong côn trùng triều, đánh chết từng mảng từng mảng giáp trùng xích viêm cấp 8 này. Nhất là hơn 200 bản thể sinh sản thêm kia. Dưới rêu cộng sinh tăng phúc, thuộc tính chúng nó nhanh chóng leo lên cấp 9, 7 tiếng bảy ra trong côn trùng triều, giết chóc sung sướng đầm đìa. Chỉ cần hắn nguyện ý, trực tiếp vọt vào 10 vị trí đầu cũng không có vấn đề. Chẳng qua, đều trở về đi. Lâm Hữu hô to một tiếng với đám thực vật vừa khuếch tán ra ngoài, lựa chọn không tiếp tục truy kích, mà bắt bọn nó trở về, đổi công làm thủ, chậm rãi đánh chết giáp trùng xích viêm còn lại, giữ vững vị trí số 20 trên bảng xếp hạng. Cứ như vậy, dù có hấp dẫn người khác chú ý, nhưng vẫn không đáng chú ý bằng 10 người đứng đầu dù sao chiến trường vừa mới mở ra, có rất nhiều chuyện vẫn chưa sáng tỏ, có thể che giấu thực lực tự nhiên nên cố hết sức che giấu. Nếu không sẽ trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích, không phải chuyện tốt. Rất nhanh. Đại quân côn trùng của đợt thứ hai đã bị quét sạch, một bộ phận nhỏ còn lại thoát đi, khuếch tán tới những nơi khác trên chiến trường. Có một tỷ lệ biến thành thú hoang trên chiến trường giống đám mảnh thú đợt thứ nhất. Mà ma năng của Lâm Hữu, cũng trong hơn nửa giờ chiến đấu này, tăng tới hơn 14 triệu, nơi này đúng là thiên đường quét ma năng. Đợt ma thú cùng bạo cuối cùng sắp tới rồi. Đột nhiên, một tin tức bắn ra trên kênh nói chuyện. Trong lòng lâm hữu kinh hoảng. Còn một đợt thủy triều ma thú nữa. Tính thời gian một chút, quả nhiên mới đi qua 40 phút mà thôi, mà thời gian duy trì thú triều là hơn một tiếng. Nói cách khác, mỗi 20 phút một đợt. Nếu còn chưa quét sạch hai đợt trước, sẽ đồng thời đối mặt với hai thậm chí là ba đợt thủy triều ma thú đánh sâu vào. Đây mới là điểm trí mạng nhất. Quả nhiên, vừa nghe thấy đợt thủy triều ma thú thứ ba đã đến, kênh nói chuyện lập tức nổ tung. Nhanh như vậy đã tới rồi. Ta còn chưa rửa sạch đợt thứ hai. Ta cũng vậy, còn một chút chưa giải quyết xong. Má nó, có thăng cấp ma thú như lúc trước không? Lúc này biến thành ma thú cấp SSS. Chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi, thưởng cho trọng khai khoáng một tấm. Nguyện Thánh A-La phù hộ cho ngươi, ngủ yên đi. Kẻ yếu không xứng được sinh tồn trên chiến trường này, nhanh chết đi. Ma thú cấp SSS Nhìn tin tức từ nhóm lãnh chúa, sắc mặt lâm hữu nghiêm nghị. Chỉ sợ sau khi ba đợt ma thú cùng bạo này qua đi, sẽ có không ít lãnh chúa thực lực yếu trực tiếp bị quét rơi. Mà người còn ở lại, tuyệt đối đều có thực lực mạnh mẽ. Trống hắn đang mãi suy nghĩ đột nhiên một tiếng trống giận kinh thiên vang lên từ chỗ sâu trong chiến trường cả không trung phía trên chiến trường cũng theo đó bị bao phủ bởi một mảng lớn mây đen thiểm điện đánh xuống tiếp theo vô số bóng đen khổng lồ xuất hiện trong từng đợt cuồng phong gào thét chúng lao ra bên ngoài chiến trường nhìn kỹ đúng là một con rồng xương vong linh tên rồng xương vong linh thủ lĩnh chủng tộc vong linh cấp bậc cấp tám Cấp SSS Lực lượng, 2.500, cộng 2.500 Thể chất, 2.400, cộng 2.400 Tốc độ, 2.300, cộng 2.300 Tinh thần, 2.350, cộng 2.350 Kỹ năng, Long Uy, miễn dịch ma pháp, tử vong thổ tức Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100% Giới thiệu, đây là một loại tồn tại do thi thể rồng lớn biến thành có năng lực miễn dịch với ma pháp rất mạnh, cũng có thể phun ra long viêm ẩn chứa khí tức chết chóc. Quả nhiên, giống lãnh chúa hồi nãy nói, là ma thú cấp SSS. Hơn nữa trực tiếp từ ma thú bình thường biến thành ma thú thủ lĩnh, trong nháy mắt thuộc tính kéo lên cấp 8 đỉnh. Mà vậy vẫn chưa xong. Sau khi đám rồng xương vong linh này xuất hiện, trên mặt đất chiến trường đột nhiên phốc một cái, rồi lên từng cánh tay khô lâu. Tiếp theo tử khí cuồn cuộn, Ma thú khô lâu rậm rạp từ dưới mặt đất chui lên, đảo mắt một cái đã biến thành một mảnh biển xương khô khủng bố mênh mông vô bờ ngay trên chiến trường. Tên, chiến sĩ khô lâu, bình thường. Chủng tộc, vong linh. Cấp bậc cấp 8, cấp SSS. Lực lượng, 2.100, cộng 2.100. Thể chất, 1.800, cộng 1.800. Tốc độ, 1990, cộng 1990. Tinh thần, 1900, cộng 1900. Kỹ năng, né tránh, trọng phách, toàn phong trảm. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là vong hồn chiến sĩ ngã xuống nơi chiến trường, đã bị tử khí bị lây nhiễm, hóa thân vi không có cảm tình quái vật khô lâu, bồi hồi vu chiến trường giữa. Khác với đám ma thú khô lâu hắn từng nhìn thấy, trên người chiến sĩ khô lâu này có trang bị và vũ khí. Dù đã cũ nát không chịu nổi, nhưng cũng khiến chúng khó chơi khô lâu cấp 8 bình thường. Còn có cả toàn phong trảm, loại kỹ năng quần ẩu phạm vi lớn. Điều đáng được ăn mừng duy nhất chính là số lượng rồng xương vong linh không được khoa trương như chiến sĩ khô lâu. Nhìn ra ngoài, có hơn hai ba trăm con đang bay về phía hắn. Vừa vặn có thể cho vương tộc và bản thể sinh sản thêm đối phó. Về phần vật triệu hồi khác, có thể đối phó đám chiến sĩ khô lâu trải rộng cả chiến trường kia. Bày trận lâm hữu đang nghe truyện trên tv audio cv không chút chần chờ trực tiếp hét lớn một tiếng với binh chủng bên người trong nháy mắt binh chủng lại xếp hàng như lúc ban đầu chúng nó chia làm bốn trung đội do bốn vương tộc linh tịch chia nhau ra dẫn dắt trấn thủ xung quanh lãnh địa trống đúng lúc này trồng xương vong linh bay ở đằng trước đã đi tới sườn núi chúng nó há miệng phun ra một cổ long viêm màu xám xuống dưới một đường đốt cháy lan tràn đến phía trên triền núi Nơi chúng nó đi tới, mặt đất đều bị đốt thành cháy đen. Nếu binh chủng bình thường bị trúng mục tiêu, tuyệt đối thập tử vô sinh. Thanh cương Lâm hữu quyết định thật nhanh, không hề giữ sức nữa, cần phải vận dụng kỹ năng áp đáy hòm. Chỉ nghe thanh cương phát ra một tiếng trích gào, mảng lớn hồng quang bao vây cả hắn và tất cả thực vật, khí thế tăng mạnh. Thuộc tính bình quân của đám thực vật bình thường từ hơn 3.000, nay đã tăng lên tới Thể chất thuộc tính được thiên phú chủng tộc và thanh cương tăng phúc, còn trực tiếp vượt qua 4.000. Dù vẫn thấp hơn rồng xương vong linh một chút, nhưng không đến mức bị một kích miễu sát. Nói gì thì nói, binh chủng sinh sản thêm của hắn đều vừa được chiêu mộ ra, thuộc tính cơ sở chỉ có 1.800 mà thôi, có thể đạt tới loại trình độ này đã xem như cực kỳ cường hãn. Hô! Tử vong thổ tức trải rộng mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã quét qua chân núi. Chỉ chớp mắt khi đối mặt, mảng lớn thực vật trên sườn núi đã bị long viêm cắn nuốt thân thể hừng hực bốc cháy lên nhưng lâm hữu vẫn không chút hoảng hốt hắn lập tức để nguyên linh sinh mệnh mở ra màn che sinh mệnh ông một tiếng ông minh một quần sáng màu xanh biết thật lớn lấy nguyên linh sinh mệnh là trung tâm khuếch tán ra ngoài bao phủ cả triền núi binh chủng yêu tinh hiền giả cũng không nhàn rỗi chúng đều giơ pháp trượng trong tay lên cao thay nhau sử dụng trị liệu quần thể tăng máu và gắn lá trắng cho đám thực vật khác, giúp chúng nó vượt qua đợt trùng kích khó khăn nhất. Mà dưới hiệu quả thêm vào của tăng gấp đôi trị liệu, thương tích trên người binh chủng đã khôi phục với tốc độ cực nhanh, đảo mắt một cái, chúng nó đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Chờ đến khi đại quân rồng xương vong linh lướt qua triền núi bay vút lên trên không trung lãnh địa, ánh mắt Lâm Hữu lập tức trầm xuống. Kéo bọn chúng xuống. Thậm chí cũng không cần hắn mệnh lệnh bốn phía dây leo to lớn quanh bản thể của thanh đằng cũng đã phóng lên cao, lập tức trói buộc hơn 20 con rồng xương vong linh, hung hăng kéo chúng nó xuống. Ngao! Rồng xương vong linh liều mạng giải dụa, lại hoàn toàn không thể giải khỏi thanh đằng trói buộc. Phải biết rằng, dưới giả mang rít cào tăng phúc, thuộc tính hiện tại của thanh đằng, đã đạt tới trình độ khủng bố hơn 9.000 điểm. Làm sao ma thú thủ lĩnh cấp 8 có thể chống lại được? Lập tức, Đám rồng xương vong linh này đã bị túng vào rừng rậm dây leo, đám bản thể sinh sản thêm đã sớm chờ bên trong từ lâu sông lên, vây công chúng nó. Từng. Đột nhiên, Lâm Hữu phát hiện có chút không đúng, ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn mấy con rồng xương vong linh vẫn còn dãy dụa kia. Chỉ thấy trong nháy mắt khi công kích của nhóm thực vật hạ xuống, bỗng nhiên bốn phía thân thể chúng nó vặn vẹo một đợt. Vậy mà tất cả kỹ năng công kích đều triệt tiêu, biến mất không thấy. Miễn dịch ma pháp ánh mắt lâm hữu ngưng lại hắn lập tức nhớ tới trong số kỹ năng của rồng xương vong linh có một cái tên là miễn dịch ma pháp hắn cứ ngỡ nó chỉ miễn dịch một phần thương tổn không nghĩ tới lại là miễn dịch toàn bộ chỉ tiết hoa thông vệ của hắn không thể phục chế kỹ năng từ thủ lĩnh trở lên bằng kiểu gì cũng phải cướp lấy kỹ năng này toàn bộ đổi thành công kích vật lý lâm hữu trực tiếp truyền mệnh lệnh cho nhóm thực vật nếu kỹ năng công kích không có hiệu quả thế công kích vật bình thường kiểu gì cũng có chứ. Dây tiếp theo, dây leo rậm rạp lan tràn đến trên người rồng xương vong linh, muốn trói chặt nó đến chết. Sau đó, đám rồng xương bị thanh đằng và binh chủng xương rồng tròn công kích liên tục, đến mức phẫn nộ rít gào, liều mạng giải dụa. Nhưng cuối cùng một đám vẫn bị đánh cho nát xương, đảo mắt một cái đã chết gần hết. Tốt lắm, tiếp tục. Lâm Hữu nhìn về phía không trung, đám rồng xương vong linh bên trên lại bay vòng về hắn lập tức chuyển đổi sách lược khiến cho thanh đằng và yêu nữ dây leo những binh chủng có công kích vật lý tầm song phụ trách đánh lén một phần binh chủng bản thể đợi lệnh ở dưới về phần thực vật còn lại đều khuếch tán ra bốn phía đi ngăn cản bè lũ chiến sĩ khô lâu đang điên cuồng xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn chiến hỏa chung quanh triền núi liên miên không ngớt quân đoàn thực vật và đại quân vong linh điên cuồng va chạm chém giết lẫn nhau binh chủng bình thường không có rít gào giả mang tăng phúc vẫn yếu hơn một ít so với ma thú cấp SSS. Ngoại trừ binh chủng cổ thụ có bí bảo thành lũy tự nhiên tăng phúc, về cơ bản cách mỗi một khoảng thời gian đều có mấy binh chủng hoặc là hoa bất tử, bị chết dưới trường kiếm quần ẩu của chiến sĩ khô lâu. Nhưng thật may mắn, phía sau chúng có yêu tinh hiền giả và cỏ đèn lồng trợ giúp trị liệu, cùng ánh mặt trời khôi phục sức mạnh tự nhiên của hướng dương nóng bỏng, khiến chúng nó không cần lo lắng tình huống vô lực nối tiếp xuất hiện. Chỉ chờ đến khi bản thể sinh sản thêm giải quyết xong rồng xương vong linh, được tự do hoạt động, đó cũng là lúc hắn triển khai phản công toàn diện. Ba la bolo bala. Ngay lúc đó, một đợt âm thanh niệm chú đột nhiên vang lên. Phía sau đại quân khô lâu, từng bóng dáng mặt hắc bào rách nát, tay cầm khô lâu pháp trượng xuất hiện, liên tục lẩm bẩm những chú ngữ phức tạp. Pháp sư vong linh. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh. Bên trong đại quân khô lâu lại có pháp sư vong linh. Ngay tại lúc đó, hình như lãnh chúa khác cũng đụng phải loại tình huống này, chỉ thấy một mảnh tức giận mắng chửi phủ kín kênh nói chuyện. Đậu xanh Pháp sư vong linh Đợt thú triều cuối cùng lại mạnh như vậy. Xong rồi xong rồi, riêng lũ rồng xương ta còn sắp qua không nổi, lại thêm pháp sư vong linh quả thực muốn mạng ta mà. Thật vất vả mới kiếm được chút ma năng, xem ra lại muốn dùng hết trong này. Chủ thần cẩu bích, PS chỉ nhân vật hàng tích luật trong phim vị sinh, không cho người ta đường sống ư. Pháp sư vong linh cấp 8, tuyệt đối là tồn tại khủng bố nhất trong biển khô lâu. Cũng không phải vì thực lực của chúng nó mạnh tới mức nào, mà bởi chúng nó có thể triệu hồi lượng lớn khô lâu, thậm chí còn có tăng phúc quần thể và kỹ năng công kích quần thể. Má nó thái quá! Quả nhiên, không bao lâu sau khi Pháp sư vong linh xuất hiện, Tốc độ tăng trưởng ma năng trên bảng ma năng đột nhiên giảm xuống, ngay cả 10 vị trí đầu trên xếp hạng tăng chậm lại. Phỏng chừng tất cả bọn họ đều xuất hiện tình trạng không ít binh chủng tổn thất, bắt đầu dùng ma năng tiến hành bổ binh. Chỉ có một người mang vẻ mặt kích động. Đó là Lâm Hữu. Bởi vì hắn phát hiện, Pháp Sư Vong Linh này giống hệt loại binh chủng hắn nhìn thấy bên trong bí cảnh giáo đường, loại binh chủng sở hữu kỹ năng lĩnh vực bất tử và mưa vong linh axit. Cũng chính là hai kỹ năng nảy, hắn đã tìm gần nửa tháng vẫn chưa thấy, khiến cho hắn cũng có chút hối hận khi thả mấy con hoa ăn thịt người kia nhưng không thả chúng về thì hắn lại không có nhiều tinh hoa lãnh địa như vậy để thăng cấp kết quả không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này mau nhanh giải quyết mấy con rồng kia lâm hữu vội vàng hô to một tiếng với đám bản thể sinh sản thêm bên người bảo chúng nhanh chóng giải quyết nốt mấy con rồng xương vong linh còn lại dọn sạch hoàn toàn không vượt sau khi xử lý sạch tai họa ngầm bản thể sinh sản thêm cũng hoàn toàn được giải phóng, chúng nó khuếch tán ra ngoài các phương hướng, khiến cho áp lực phòng thủ của binh chủng bình thường khác giảm đi. Phanh Tiếng vang nặng nề nổ tung ở phía nam. Một viên đạn ẩn chứa lửa đỏ với uy thế khủng bố, từ trong miệng đại pháo lao ra, nháy mắt đã xỏ xuyên qua tất cả chiến sĩ khô lâu theo một đường thẳng với chiều dài 500 mét. Vậy mà nấm yêu vương còn ác hơn. Nó trực tiếp kêu la cưỡi lên rồng yêu đế, bay vút đến khoảng không phương bắc trên đỉnh đầu biển khô lâu ném xuống đầy trời cái nấm đúng ngày khu vực dày đặc khô lâu nhất tiến hành oanh tạc trải thảm với chúng nó tiếng nổ mạnh không ngừng quanh quẩn bên tai căn bản không có bất kỳ chiến sĩ khô lâu nào có thể ngăn cản được uy lực công kích gấp đôi nổ mạnh của nấm yêu vương nơi chúng nó đi qua một mảnh đống hỗn độn đã dọn ra một mảng trống rỗng ở khu vực phía bắc pháp sư vong linh ở phía sau thấy vậy lập tức niệm chú ngữ lại triệu hồi ra mảng lớn khô lâu, nhanh chóng bổ sung chỗ trống. Đi, giải quyết đám pháp sư này trước. Lâm Hữu biết, nếu không giải quyết đám pháp sư vong linh, đại quân khô lâu sẽ vẫn một mực liên tục, giết cũng giết không xong. Hơn nữa vật triệu hồi còn không cho ma năng, chỉ có đám chiến sĩ khô lâu xuất hiện lúc trước cho thôi, tiêu hao chiến tuyệt đối không phải kế lâu dài. Binh chủng vương tộc nhận được mệnh lệnh, lập tức hiểu rõ, đều tự dẫn dắt binh chủng thuộc hạ khuếch tán tới phương hướng mình phụ trách giải quyết chiến sĩ khô lâu và binh lính khô lâu đang điên cùng xuất hiện nhưng nói tới năng lực xông thẳng vào hàng ngũ phía sau của địch không còn nghi ngờ gì nữa chính là rồng yêu đế và rồng yêu hậu ngay tại khi đám thực vật khác bị ngăn cản hai con thực vật cự long đã xẹt qua đỉnh đầu đại quân khô lâu bay về phía sau rồi pháp sư vong linh thấy vậy đều thay đổi đầu mâu mây đen ngưng tụ trên trời đánh xuống bảng lớn mưa vong linh axit. Sư Rồng yêu đế và rồng yêu hậu nghiêng cánh một cái, chuyển hướng trên không trung lao đi theo hai phương khác nhau nhằm tránh mưa axit, tốc độ cực nhanh, khó có thể bắt lấy. Mà trong lúc đội ngũ pháp sư vong linh chú ý tới tình huống trên không, nấm yêu vương cũng thuận thế ném cây nấm xuống. Rầm rầm oanh Nổ mạnh kịch liệt liên tiếp, khiến cả chiến trường đều hung hăng rung chuyển theo. Pháp sư vong linh vốn đang tụ tập một chỗ, lập tức bị đánh cho tán loạn khắp nơi rồng yêu hậu bên kia cũng không nhàn rỗi trực tiếp phát động mưa máu tường vi từng thân cây tường vi màu máu điên cuồng bay múa quăng về phía mặt đất càng quét hậu phương quân địch qua lại bên trong đội ngũ pháp sư vong linh nơi chúng nó đi tới tất cả đều là bóng dáng thân cây tường vi bay múa pháp sư vong linh với bản thể yếu ớt làm sao ngăn nổi một chiêu hủy diệt với tính đã kích mạnh nhường này dưới hai đợt tấn công cùng lúc của thực vật trồng và nấm yêu vương, đảo mắt một cái, đội ngũ pháp sư đã bị nhiễu loạn trận hình, không thể bận tâm nổi thế cực chiến đấu. Tốt lắm! Xông lên cho ta, đánh sập chúng nó. Lâm Hữu nhận thấy pháp sư vong linh không thể tiếp tục triệu hồi khô lâu, hắn lập tức bắt lấy cơ hội hét lớn một tiếng. Đột nhiên, lực lượng quy tắc vận chuyển, mảng lớn hồng quang bốc lên, khí thế của tất cả thực vật nhanh chóng tăng lên hiện trường vốn đang giằng co, lập tức bị đè ép trở về. Trống. Thanh cương là tiên phong trên chiến trường nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra kỹ năng chiến tranh dẫm đạp và trường trọng lực, nện bước rầm rầm vọt vào khoảng giữa biển khô lâu. Nơi nó đi tới, xương vỡ bay tán loạn, cứng rắn mở ra một con đường bên trong biển xương khô. Mấy vương tộc khác và thực vật bản thể cũng không chịu yếu thế. Hơn 270 binh chủng có thuộc tính cấp 9, lên chiến trường như gặp hái sinh mệnh, hoành hành không cố kỵ trong đàn ma thú, giết chết một mảnh lại một mảnh khô lâu ma thú xông lên, lập tức đẩy chiến trường về phía sau ngoài một km. Mà ma năng của Lâm Hữu đang lấy tốc độ cực kỳ khủng bố không ngừng tăng trưởng. 15 triệu 16 triệu 17 triệu Chỉ 10 phút ngắn ngủi, ma năng vốn dừng lại ở mức 14 triệu của hắn đã tăng tới 18 triệu. Hơn nữa vẫn không có ý dừng lại các ngươi mau nhìn bản xếp hạng. Chuyện gì vậy? Sao xếp hạng của Lâm Hữu kia lại bắt đầu tăng rồi? Tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ hắn không tổn thất binh chủng? Má nó. Tốc 10 rồi. Vân đang tăng. Chẳng lẽ hắn sẽ đánh bay mễ già nhỉ? Lãnh chúa các giới đang chống đỡ thú triều, rất nhanh đã bị sự thay đổi trên bảng ma năng hấp dẫn, khơi lên một mảng lớn kinh hô. Không còn cách nào khác, xếp hạng của Lâm Hữu tăng lên quá nhanh rồi. Vừa rồi còn bị đè xuống vị trí dưới 20, lại đột nhiên lao lên vòng 10. Mà ngay khi bọn họ đang gửi tin nhắn, xếp hạng của Lâm Hữu lại nhảy lên trên hai bậc, đẩy vị trí số 8 lúc trước xuống dưới. Phải biết rằng, vị trí thứ 8 là đường vấn thiên đến từ đại lục Vĩnh Hằng một trong 10 giới vực lớn. Người có thể tích lũy nhiều ma năng như vậy trong quy mô ma thú triều khoa trương nhường này cũng đủ biết thực lực đối phương mạnh tới mức nào dù vậy vẫn bị nhẹ nhàng đánh rơi. Đừng nói lãnh chúa các giới, kể cả bản thân đường vấn thiên cũng có chút bất ngờ. Lâm hữu ư Bên trên một mảnh bình nguyên thuộc cốc nào đó trên chiến trường, đường vấn thiên với khuôn mặt tuấn lãng, mặc một bộ đạo phục màu đen, đang yên lặng nhìn bản xếp hạng, ánh mắt thâm trầm. Mà xung quanh lãnh địa của hắn, trực tiếp xuất hiện một đại trận ngũ hành được cấu thành từ năm loại binh chủng nguyên tố. Mỗi một phương vị, đều ẩn chứa một loại thuộc tính công kích thiên lôi, địa hỏa, thủy tường, thổ băng từ từ. Nơi ánh mắt chạm đến, tất cả đều là bạch cốt thiêu quạng do đại quân khô lâu lưu lại, dùng cả mặt đất thành màu trắng, thậm chí cả rồng xương vong linh cũng không thể tới gần nửa bước. Bên kia, trên một sườn núi nào đó có vị trí địa hình tương tự lâm hữu. Một lãnh chúa tộc thiên sứ trên lưng mang theo đôi cánh chim trắng nõn đứng thẳng ở bên trong điện phủ thần thánh, cũng đang nhìn bản xếp hạng. Chẳng qua hắn khác đường vấn thiên trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt, thậm chí sắc mặt không chút biến hóa, hoặc nhìn vừa thần thánh vừa lạnh như băng. Ngay khi hắn nhìn thấy xếp hạng của Lâm Hữu cuối cùng cũng dừng lại ở vị trí thứ năm, khóe miệng hắn đột nhiên cong lên một nụ cười xinh đẹp. Đúng vậy. Chính là xinh đẹp. Tuy hắn là thiên sứ nam, nhưng khuôn mặt lại trắng nõn, còn tuấn mỹ hơn mấy lần so với tộc tinh linh vốn được xưng là đứa con cưng của tự nhiên. Quả thực khuôn mặt tinh xảo kia, chỉ có thể dùng khái niệm hoàng mỹ không tì vết để hình dung, thậm chí còn khiến thiên địa đều rơi vào ảm đạm thất sắc. Người này chính là Mễ Già Nhĩ, lãnh chúa đại lục Thánh Quang, đứng thứ nhất trên bảng ma năng. Chỉ thấy bên ngoài lãnh địa của hắn, cũng là từng đống đầy xương cốt yên lặng. Số lượng cực kỳ khoa trương, còn khủng bố hơn đường vấn thiên, có thể nói là phủ kính bốn phía quanh điện phủ thần thánh, giống như chúng nó nhận được thánh Quang tinh lọc. Đại lục Nguyên Thủy, Lâm Hữu thật là thú vị. Mễ già nhỉ nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, sau đó trực tiếp tắt đi bảng xếp hạng, cũng không nhìn kênh nói chuyện. Thật giống như mọi việc mọi chuyện chẳng thể khiến hắn chú ý. Tiếp theo, hắn tùy tay ra một chiêu, một mảnh kiếm thánh quan trống rỗng ngưng tụ, trực tiếp bắn thủng thân thể mấy ma thú xương khô xa xa. Vậy mà hắn lại sử dụng được lực lượng quy tắc, giống Lâm Hữu. Sự thay đổi vị trí xếp hạng của Lâm Hữu gây ra oanh động, cũng không liên tục được bao lâu. Bởi vì rất nhanh lãnh chúa các giới đã bị đại quân khô lâu hung mảnh kéo về, tất cả lại tiếp tục cố gắng ngăn cản ma thú triều đánh sâu vào. 20 phút thời gian ngắn ngủi, lại có không ít lãnh chúa thực lực yếu, vận khí kém bị chết trong thủy triều ma thú, vĩnh viễn ngủ say trên chiến trường. Bộ phận lãnh chúa có thực lực mạnh mẽ, lại dựa vào cơ hội lần này, tích góp từng tí một thành lượng lớn tài nguyên. Một giờ trôi qua. Một tiếng nhắc nhở đã lâu chưa vang lên, cũng vang lên trong đầu đám lãnh chúa các giới may mắn còn tồn tại chúc mừng các vị lãnh chúa thành công vượt qua ma thú cùng bạo tập kích ngày đầu tiên thủy triều chấm dứt trống trong nháy mắt khi nhắc nhở rơi xuống vài tiếng kinh thiên trống giận đột nhiên vang lên ở chỗ sâu trong chiến trường gây chấn động cả không khí đại quân xương khô vốn đang điên cuồng tràn ra lập tức như bị tồn tại nào đó triệu hồi chúng đều bỏ qua tiến công như thủy triều lui về chỗ sâu trong chiến trường đã xong cuối cùng cũng sống sót ha ha buôn bán lời không ít ma năng cuối cùng cũng có tiền chiêu mộ binh chủng vừa rồi các ngươi nghe được âm thanh gì không chẳng lẽ là ma thú lãnh chúa đi xem chẳng phải sẽ biết ư có đồng tộc đại lục bất chu nào may mắn còn tồn tại hay không để cùng nhau thăm dò chiến trường thế giới bất chu rác rưởi cũng có mặt ở nơi này lần trước hố chúng ta một phen lần này ngàn vạn lần đừng để ta gặp được có bản lĩnh cứ đến chúng ta tùy thời đón tiếp thủy triều ma thú qua đi kênh nói chuyện lập tức khôi phục lại náo nhiệt như lúc bắt đầu lãnh chúa các giới đều hiện thân kéo bè kéo cánh tìm kiếm đều đồng tộc giới vực mà trong lúc đó những giới vực có mâu thuẫn cũng dần dần bột phát ra mùi thuốc súng bắt đầu chửi nhau trên kênh lâm hữu nhìn thoáng qua trên này rối loạn thật cho nên hắn không tiếp tục chú ý nữa lại chuyển qua kiểm tra thu hoạch đạt được từ thú triều lần này sau khi ma thú cuồng bạo kết thúc, trên cơ bản xếp hạng ma năng đã dừng thay đổi, hắn đứng vững ở vị trí thứ năm. Tổng cộng là 22,45 triệu ma năng. Mà ma năng của số 1 đến số 4 cũng đều là 22 triệu trở lên, khác biệt không quá lớn. Chỉ có số 1 mễ già nhĩ cao hơn một chút, đạt tới 26 triệu. Lúc trước, Lâm Hữu có xem những lãnh chúa bàn tán trên kênh nói chuyện, binh chủng của mễ già nhĩ này là hệ thiên sứ. Mà hệ thiên sứ vừa vặn lại có kỹ năng khắc chế thực vật với vong linh, có năng lực này, đạt được thành tích như vậy cũng không kỳ quái. Nếu không phải hơn 40 phút trước, hắn đều cố ý giữ vững kết quả của mình ở vòng 20 vị trí, phỏng chừng đã sớm vượt qua con số này, thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Cho nên hắn cũng không quá để ý. Đi, quét tước chiến trường trước. Lâm Hữu không quên, kỹ năng của Pháp Sư Vong Linh thứ hắn vẫn luôn khắc khoải mong chờ. Hắn lập tức kích động mang theo nhóm thực vật rời khỏi lãnh địa đi xuống triền núi, thuận tiện cho 17 gốc hoa thôn vệ cắn nuốt toàn bộ thi thể ven đường. Hơn 20 triệu ma năng, cũng tương đương với hơn 20.000 thi thể. Trừ đi những thứ bị nổ thành bột phấn, vẫn được chừng 20.000. Những thứ này đều là kinh nghiệm với hoa thôn vệ, không thể lãng phí. Cũng thông qua giai đoạn này, rốt cục ưu thế khi thăng cấp của hoa thôn vệ đã xuất hiện hắn chỉ cùng chúng nó đi dạo một vòng bốn phía lãnh địa mà thôi. Thông thiên đã trực tiếp tích lũy đầy kinh nghiệm, thuộc tính cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tên, hoa thông vệ thông thiên, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc cấp 8, 5000 trên 5000. Lực lượng, 2350, cộng 2500. Thể chất, 2500, cộng 2500. Tốc độ, 2200, cộng 2300. Tinh thần 2450 cộng 2300. Kỹ năng, thành lũy bảo vệ, tử vong thôn vệ, cướp đoạt, thi bạo. Vương giả trong các loài hoa, binh chủng hoa ăn thịt người đạt được 10% hấp huyết. Giới thiệu, đây là loài thực vật khủng bố thức tỉnh lực lượng cắn nuốt, có thể cắn nuốt vạn vật, cũng cướp đoạt tất cả năng lượng trên đời. Thuộc tính của thôn thiên là chủ thể chính, thứ yếu là tinh thần như vậy có thể cam đoan năng lực sinh tồn, cũng có thể cam đoan uy lực kỹ năng, hay không lầm. Hơn nữa lực lượng nó cũng coi như đứng hàng đầu bên trong mấy vương tộc, khi nó mở lớn miệng cắn, lực lượng tổng hợp lại cực kỳ kinh người, không nói chơi, một ngụm có thể cắn chết một con ma thú cấp 8. Về phần nhanh nhẹn, chỉ có thể xem như quy củ trong quy củ, phỏng chừng rồng yêu vương với giá trị kinh nghiệm đầy sẽ cao hơn nó. Nhưng đối với loại thực vật như hoa ăn thịt người, đã xem như không tồi. Tiếp theo, Lâm Hữu lại mang theo đội ngũ hoa ăn thịt người đi dạo bốn phía lãnh địa một vòng nữa, khiến đám hoa ăn thịt người còn lại khuếch tán ra ngoài, tự do cắn nuốt. Còn thi thể Pháp Sư Vong Linh Trân Quý, hắn đã phái đám thực vật khác ra thu thập, chất thành một đống từ lâu rồi. Lâm Hữu hít sâu một hơi, nói với thôn thiên cao hơn hắn vài mét đang ở bên cạnh. Cắn nuốt một cái thử xem, xem có thể phục chế kỹ năng triệu hồi vong linh của nó hay không. Hắn không hề quên, kỹ năng cướp đoạt thi thể của vương tộc thôn thiên là có thể chỉ định hắn không thỏa mãn với loại kỹ năng lĩnh vực bất tử cần thi thể mới phát động triệu hồi bị động mà trực tiếp nhắm ngay vào kỹ năng chủ động triệu hồi vong linh thế nhưng lúc trước khi ở trong bí cảnh giáo đường hắn đã cho hoa ăn thịt người thử rất nhiều lần vậy mà không có một con nào thành công phục chế kỹ năng này dù sao triệu hồi vong linh chính là một trong mấy đại kỹ năng chiêu bài của hệ vong linh ngẫm lại cũng biết sẽ không dễ dàng cho hắn phục chế như vậy. Nhưng bây giờ lại khác, vương tộc hoa thôn vệ có thể đánh vỡ quy tắc này. Đây cũng là chỗ khủng bố của binh chủng vương tộc. Mà nháy mắt khi âm thanh của lâm hữu vừa rơi xuống, thôn thiên không hề ngừng lại, trực tiếp cúi nụ hoa cực lớn kia xuống, một ngụm ăn xong một khối thi thể. Ngay sau đó, kỹ năng cướp đoạt phát động. Một cổ khí tức màu xám mang theo màu xanh lá xuất hiện, không ngừng vần quanh thân thể thôn thiên, cuối cùng nhập vào cơ thể nó. Đồng thời một tiếng nhắc nhở cao vút đã vang lên trong đầu Lâm Hữu. Cắn nuốt thành công, đạt được kỹ năng triệu hồi vong linh. Bởi vì loại hình chuyển biến, kỹ năng thay đổi thành triệu hồi biển hoa. Triệu hồi biển hoa, chủ động tiêu hao sức mạnh tự nhiên, triệu hồi lượng lớn hoa bất tử, thuộc tính tương tự như ma thú cùng cấp bình thường, liên tục trong 30 phút. Thành công. Sắc mặt Lâm Hữu đầy vui vẻ. Hắn vội vàng xem xét tin tức kỹ năng của thôn thiên, quả nhiên nội dung y hệt lời nhắc nhở. Tiêu hao lực lượng tự nhiên là có thể triệu hồi hoa bất tử, nhưng lại không hạn chế số lượng. Nói cách khác, chỉ cần sức mạnh tự nhiên của hắn khôi phục đủ nhanh, có thể vô hạn triệu hồi, trực tiếp làm ra một mảnh biển hoa tử vong. Kỹ năng tương tự như cổ thụ tự nhiên triệu hồi thụ yêu. Nhưng triệu hồi thụ yêu cấp 8 chỉ có thể duy trì 8 phút, mà triệu hồi biển hoa này lại có thể liên tục nửa giờ, giống hệt hoa ăn thịt người được sống lại trong lĩnh vực bất tử. Đương nhiên, hai kỹ năng này cũng có ưu điểm riêng mình. Tuy triệu hồi thụ yêu có thời gian duy trì ngắn nhưng thuộc tính của thụ yêu lại bằng một nửa thuộc tính cơ bản của thụ tự nhiên. Mà cổ thụ tự nhiên được treo cộng sinh tăng phúc, thuộc tính bình quân là trên dưới 4.200. Dù được một nửa, cũng có thuộc tính cơ sở là 2.100, không kém binh chủng bình thường của hắn chúng nó cũng là nền tảng phòng thủ phía trước của hắn nếu không chỉ dựa vào cổ thụ chiến tranh vẫn có chút một cây không chống vững nhà hiện giờ có triệu hồi biển hoa của thôn thiên gia nhập lại như hổ thêm cánh lâm hữu cảm giác mình sắp sửa đạt tới tiêu chuẩn sinh sản thêm như lãnh chúa hệ vong linh và hệ côn trùng xem ra cần phải kiếm thêm mấy binh chủng có kỹ năng khôi phục sức mạnh tự nhiên mới được lực lượng tự nhiên tương đương với giá trị ma pháp của binh chủng hệ thực vật hơn nữa kỹ năng càng mạnh tiêu hao lại càng lớn giống kỹ năng mạnh mẽ như rít gào giả mang thành lũy bảo vệ màn che sinh mệnh cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh tự nhiên khôi phục cũng lâu hơn nhưng lâm hữu lại chẳng quá lo lắng vì hiện giờ hắn có quần sáng tăng 10% tốc độ khôi phục lực lượng tự nhiên của linh tịch và kỹ năng giảm xuống 30% tiêu hao quần thể của hiền giả rừng rậm. Còn có tác dụng quan hợp của hướng dương nóng bỏng, quán chú tự nhiên của rêu cộng sinh cũng đều là thủ đoạn thẩn cấp khôi phục lực lượng tự nhiên, hắn không dám cam đoan về phương diện khác. Nhưng nếu bàn về năng lực khôi phục, hệ thực vật của hắn vẫn là đứng đầu, không ai dám tranh. Kể cả hệ thiên sứ cũng không nhất định có thể so sánh được. Cứ như vậy, chờ sau khi thôn thiên thích ứng với kỹ năng mới xong, Lâm Hữu đã triệu tập tất cả 17 gốc hoa thôn vệ tới, bắt đầu vùi đầy cắn nuốt thi thể. Mà dưới lượng lớn thi thể xây thành, chúng nó cũng thành công phục chế kỹ năng thích hợp. Sao chép lĩnh vực bất tử 10 gốc. Sao chép mưa tên ăn mòn 7 gốc. Kể từ đó, hắn lại nắm chắc hơn rất nhiều khi đối mặt với thủy triều ma thú ngày mai và ngày mốt. Được rồi, về trước lãnh địa. Lâm hữu ra lệnh một tiếng, mang theo đại quân thực vật trở lại bên trong lãnh địa, bắt đầu làm chuẩn bị cho lần ra ngoài kế tiếp. Dù sao bên trong chiến trường vẫn có rất nhiều kẻ địch. Vì an toàn, hắn vẫn nên tra xét rõ ràng hoàn cảnh xung quanh trước. Tốt nhất là có thể xác nhận vị trí lãnh địa của lãnh chúa ở gần khác, còn có thực lực cụ thể của đối phương. Nếu có thể, cứ trực tiếp nhổ tai họa ngầm đi, tránh lưu lại mầm tai vạ. Rất nhanh, hắn đã chuẩn bị xong, lấy ra một đội ngũ từ đại quân thực vật, thu vào bên trong không gian bản nguyên. Trải qua ma thú triều vừa rồi, Lâm Hữu đánh chết chừng 300 con rồng xương vong linh cấp thủ lĩnh, phạm vi không gian bản nguyên đã từ 250m ban đầu mở rộng thêm đến 310m, cũng chính là cứ năm con thủ lĩnh lại tăng lên một mét, nhanh hơn lúc ở bên ngoài. Không gian lớn như vậy, hoàn toàn có thể mang theo nửa số binh chủng bên người. Về phần một nửa còn lại, để chúng nó với thanh đằng và thôn thiên cùng nhau giữ nhà. Có chiến lực quần chiến đỉnh cấp như hai chúng nó ở đây, hắn cũng không cần lo lãnh địa sẽ bị người đánh trộm, sụp đổ trước khi mình kịp quay lại. Đúng rồi, còn vòng bảo hộ nữa. Trước khi đi, Lâm Hữu đột nhiên nghĩ đến kiến trúc vòng bảo hộ bên trong lãnh địa của mình. Thủy triều ma thú vừa rồi cũng không phát động. Lúc ấy, lãnh địa không bị công kích nên hắn không để ý. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn mới cảm thấy có chút không thích hợp, vì vậy vội vàng đi tới bên cạnh lồng năng lượng bao trùm bốn phía lãnh địa để xem xét. Tên kiến trúc: Vòng bảo hộ lãnh địa. Cấp bậc kiến trúc: Cấp 8, tăng lên tùy theo lãnh địa. Giới thiệu kiến trúc tự động mở ra bảo vệ khi lãnh địa bị công kích, độ bền tăng lên tùy theo cấp bậc lãnh địa, cần bổ sung ma năng. Độ bền vòng bảo hộ, không trên 10.000. Bổ sung ma năng tiêu hao, 10 vạn ma năng. Khoảng cách bổ sung ma năng, 1 giờ. Quả nhiên không ngoài hắn dự đoán. Sau khi truyền tống đến chiến trường vạn giới, hệ thống không chỉ xóa hết tài nguyên cơ sở của hắn, ngay cả độ bền vòng bảo hộ cũng thành số không quả thực không để lại cho bọn họ chút tài nguyên nào. Nhưng cũng may, hiện giờ với hắn, 100.000 ma năng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Vòng bảo hộ lãnh địa lên tới cấp 8, hạng mức độ bình cao nhất cũng trở nên cao hơn rất nhiều, tương đương với hạch tâm lãnh địa. Dựa theo kinh nghiệm phía trước, độ bình của vòng bảo hộ giảm bớt theo cơ chế tương tự với hạch tâm lãnh địa, coi như cho lãnh địa hai lần bảo đảm. Được rồi, xuất phát. Lâm Hữu nạp đầy ma năng cho vòng bảo hộ rồi trực tiếp vung bàn tay to lên, mang theo nhóm thực vật rời khỏi lãnh địa. Bốn phía lãnh địa của Lâm Hữu là một mảnh chiến trường mênh mông vô bờ, có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này từng trải qua một hồi chiến tranh cỡ lớn. Bởi vì tùy ý có thể thấy vũ khí cũ nát cắm trên mặt đất, cả từng mảnh xương khô đã bị ăn mòn đến vỡ nát, ít nhất nơi này cũng có trên trăm năm lịch sử. Chắc là từ rất lâu rồi, khí vận của giới vực này đã bị cướp đoạt sạch sẽ so với chiến trường cấp 6 lần trước hắn đi vào còn lâu hơn một ít. Dù sao lần đó hắn gặp phải ma thú bên trong chiến trường, đều còn lưu lại một tia ý thức khi còn sống. Mà ở giới này, ma thú đã hoàn toàn ma hóa, biến thành xương khô không có cảm tình, chỉ biết giết chóc. Lâm hữu vừa đi không quá xa lãnh địa, bốn phía đã bắt đầu dần dần xuất hiện lượng lớn ma thú khô lâu, khiến cho hắn không thể không vừa càng quét vừa thông thả tiến về phía trước. Đám ma thú này có cấp bậc bằng thú triều, tất cả đều là cấp s trở lên hơn nữa càng đi vào chỗ sâu trong chiến trường ma thú càng xuất hiện dày đặc thậm chí đã bắt đầu xuất hiện ma thú chủng loại khác xem ra ma thú lãnh chúa đang ở ngay bên trong ánh mắt lâm hữu thâm trầm hắn nhìn đám ma thú trải rộng chỗ sâu trong chiến trường rõ ràng mấy tiếng gầm rú kinh thiên vừa rồi được phát ra từ miệng ma thú lãnh chúa mà muốn đạt được bảo vật chiến trường nhất định phải đánh chết bọn nó đây cũng là sự khác biệt giữa chiến trường cấp 8 và chiến trường cấp thấp. Ở chiến trường cấp thấp, tới thời gian nhất định là tự động nảy sinh bảo vật mới, nhưng nơi này thì không. Thu hoạch bảo vật chiến trường cấp 8 có khó khăn không nhỏ, còn có thể gặp lãnh chúa khác đánh lén, cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Phỏng chừng lãnh chúa khác cũng có cùng suy nghĩ với hắn, đều đang trong giai đoạn thăm dò, không hành động thiếu suy nghĩ ngay từ đầu. Từng Ngừng một chút. Đột nhiên ánh mắt lâm hữu bị một đợt xôn xao trong đàn ma thú xa xa hấp dẫn hắn vội kêu ngừng đội ngũ chỉ thấy ở trong đàn ma thú cách hắn không đầy một km một bóng người mang theo mảng lớn binh chủng côn trùng đang dần dần ép về bên này rõ ràng là lãnh chúa rời khỏi lãnh địa đi thăm dò xung quanh giống hắn mà ngay khi lâm hữu phát hiện ra người nọ người nọ cũng phát hiện ra lâm hữu đối phương lập tức ngừng lại hướng vẻ mặt cảnh giác nhìn lâm hữu Hai người cứ như vậy cách một mảnh chiến trường, xa xa nhìn nhau, lại đều không lập tức ra tay. Lâm Hữu bên này là không muốn phát sinh đánh nhau nhanh như vậy, chủ yếu vẫn lấy thăm dò lãnh địa xung quanh là việc chính. Lãnh chúa côn trùng bên kia lại kinh hãi vì đám binh chủng bên người Lâm Hữu, con ngươi hơi hơi co rút lại, cũng không phải vì loại hình binh chủng của Lâm Hữu nhiều. Dù sao có thể đạt tới lãnh chúa cấp 8, trong tầm tay ai mà không có hơn năm chủng loại binh chủng? khiến cho hắn ta khiếp sợ là khí thế phát ra trên người thực vật này kể cả cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được một tia cảm giác áp bách người này rất mạnh không phải mạnh bình thường lãnh chúa hệ côn trùng lập tức có kết luận trong lòng vô cùng khiếp sợ dù đứng cách quá xa không nhận được tin tức đám thực vật kia nhưng hắn ta vẫn có thể khẳng định nếu mình và người đối diện đánh nhau tuyệt đối không có bao nhiêu phần thắng lựa chọn duy nhất chỉ là một đường chạy trốn thế nhưng hiện giờ hắn ta lại không thể trực tiếp lui về hướng lãnh địa của mình bởi vì làm như thế không khác gì đã bại lộ phương vị lãnh địa chỉ có thằng ngốc mới làm như vậy cho nên dần dần hắn ta vừa mang theo đại quân côn trùng chậm rãi lùi về một phương hướng khác vừa gắt gao nhìn chằm chằm vào diễn biến của lâm hữu mãi cho đến khi hai người biến mất giữa tầm mắt của nhau cuối cùng lần chạm mặt ngắn ngủi này mới chấm dứt đi thôi lại tới nơi khác dạo chơi. Lâm Hữu nhìn thoáng qua phương hướng lãnh chúa kia vừa rút đi, rồi tiếp tục mang theo nhóm thực vật thăm dò ở phụ cận. Vị trí hiện tại của hắn đã cách lãnh địa của mình 100 km. Dù bị người phát hiện, cũng rất khó điều tra ra phương vị cụ thể của lãnh địa hắn trong khoảng thời gian ngắn, trừ phi cho hệ binh chủng phi hành tìm kiếm diện rộng. Nhưng làm như vậy, đồng thời phát hiện ra vị trí của địch nhân, cũng đồng thời bại lộ vị trí của chính mình, cho nên bình thường không ai tùy tiện làm như vậy. Rất nhanh, Lâm Hữu đã đi được một vòng trong phạm vi 100 km quanh lãnh địa của mình nhưng không phát hiện ra tung tích lãnh địa khác. Về lãnh chúa, cũng chỉ đụng tới một vị lãnh chúa hệ côn trùng kia thôi. Hắn cho rằng rất nhiều lãnh chúa đều đang co đầu rút cổ ở bên trong lãnh địa, dùng tài nguyên vừa đạt được để tăng lên thực lực, hoặc bổ sung binh chủng tổn thất bên trong thú triều. Chung quy lại, thành tích của hắn cũng hơi biến thái chẳng hề tổn thất một binh chủng bản thể nào. Chỉ cần khôi phục sức mạnh tự nhiên là được, căn bản không cần tốn ma năng chiêu mộ thêm. Cảnh báo. Lãnh địa của ngài đang bị tấn công. Cảnh báo. Lãnh địa của ngài đang bị tấn công. Cảnh báo. Lãnh địa của ngài đang bị tấn công. Đột nhiên, liên tục ba tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu, các ngang suy nghĩ của hắn. Lãnh địa bị công kích. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, hắn nhìn về phương hướng lãnh địa. Hắn vừa rời khỏi không đến 2 giờ, đã có người dám đi công kích lãnh địa của hắn, tuyệt đối là lãnh chúa phụ cận khác. Đi, chúng ta trở về. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, lập tức cưỡi lên rồng yêu vương, triệu hồi binh chủng vào không gian bản nguyên, vội vàng chạy về lãnh địa. Ngay lúc đó, phía dưới triền núi nơi lãnh địa Lâm Hữu có hai bóng người mang theo mảng lớn binh chủng đang bao vây xung quanh truyền núi, điên cuồng công kích. Mau! Giải quyết hết đám thực vật này, nhất định phải hủy diệt lãnh địa trước khi gia hỏa kia trở về. Mụ nội nó, còn có vòng bảo hộ, nhanh đánh nát nó. Hơi bất ngờ, hai người này lại là lãnh chúa cùng giới vực. Bên người bọn họ mang theo binh chủng hệ nguyên tố và hệ máy móc, đang tiến hành anh tạc mãnh liệt vào vòng bảo hộ lãnh địa, bên tai không ngừng truyền đến đổ vang kịch liệt. Theo lẽ bình thường, nếu có lãnh chúa ở trong lãnh địa, trừ phi thực lực nghiền áp, bằng không chẳng có mấy người nguyện ý đi tấn công. Dù sao có ưu thế lãnh địa sân nhà, chỉ cần còn ma năng là có thể chiêu mộ vô hạn binh chủng. Dù so tiêu hao chiến cũng có thể khiến bọn họ tiêu hao mà chết. Nhưng hôm nay Lâm Hữu lại không ở bên trong lãnh địa. Lãnh chúa không ở đây, binh chủng không thể tăng nhiều, tuyệt đối là cơ hội tiến công tốt. Không nghĩ tới vận khí tốt lại như vậy mới ra không bao lâu đã đụng tới tài nguyên cho không. Tăng lực thêm chút, vòng bảo hộ sắp phá rồi. Hai lãnh chúa này hưng phấn hô to, chỉ huy binh chủng tiến hành công kích. Binh chủng nguyên tố chịu trách nhiệm xung phong, ngăn cản thực vật và hoa ăn thịt người không ngừng xuất hiện từ rừng rậm dây leo. Binh chủng máy móc ở phía sau lại phụ trách hỏa lực trợ giúp, ném đá vòng bảo hộ. Binh chủng của hai người cộng lại cũng có chừng 6-700, thực lực lại không kém. Trước mặt bọn họ, độ bền 10.000 của vòng bảo hộ căn bản không chống đỡ được bao lâu. Không qua bao lâu, độ bền của vòng bảo hộ lãnh địa cũng giảm đến mức thấp nhất, bắt đầu xuất hiện từng đường nứt. Hai người thấy vậy, lập tức tinh thần đại chấn. Hô hóa nó, cuối cùng cũng đánh vỡ, không nghĩ tới đám thực vật này lại tiến công mạnh như vậy. Lãnh chúa nguyên tố hùng hùng hổ hổ. Quả thật. Lãnh chúa máy móc yên lặng gật đầu. Thực lực của lãnh chúa này rất không đơn giản, đã vậy binh chủng còn quá mạnh, cũng may hắn không ở bên trong, xem ra chúng ta sắp nhận được một mỏ tài nguyên siêu khủng. Ha ha ha, sướng. Hai người kích động không thôi, trên mặt nở đầy ý cười. Thế nhưng bọn họ lại không biết, binh chủng bọn họ đang đối mặt ngay lúc này chỉ là những thực vật sinh sản thêm, cùng với vật triệu hồi thôi. Chẳng qua vì hai người thân ở bên ngoài, căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong lãnh địa, cũng không cảm nhận được bao nhiêu khí tức mà mớ dây leo to lớn vẫn không nhúc nhích kia lại bị bọn họ coi là loại phòng hộ nào đó của lãnh địa hệ thực vật không chú ý quá nhiều đương nhiên trước khi tiến công bọn họ đã đứng bên ngoài lãnh địa gào hồi lâu sau khi xác nhận không có ai đáp lại mới ra tay hiện giờ mắt thấy vòng bảo hộ sắp bị phá ai còn bình tĩnh được nữa hai người lập tức lớn tiếng truyền mệnh lệnh cho binh chủng của mình toàn lực tiến công trăng rắc cuối cùng Cùng với một tiếng giòn vang, vòng bảo hộ hoàn toàn vỡ nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tán trong không trung. Vòng bảo hộ phá rồi, toàn lực tiến công cho ta. Lên. Hủy diệt hạch tâm lãnh địa hắn trước. Hai lãnh chúa này rõ ràng là tay già đời. Trong nháy mắt khi công phá phòng ngự lãnh địa, lập tức cho binh chủng thay đổi phương hướng, dùng công kích viễn trình tập trung hỏa lực vào đại thụ thế giới ở trung tâm lãnh địa. Chỉ cần hạch tâm lãnh địa bị hủy, lãnh chúa sẽ chết toàn bộ đám thực vật này sẽ chết bất đắc kỳ tử theo, chẳng còn cấu thành uy hiếp với bọn họ nữa. Chỉ có thằng ngốc mới lãng phí thời gian chiến đấu cùng chúng nó. Nhưng, chuyện này có nhẹ nhàng như bọn họ tưởng tượng hay không? Ngay khi hai người hưng phấn mang theo binh chủng sông lên triền núi. Trên sườn núi, đột nhiên dâng lên một mảnh khí độc như có như không. Tím, phấn, hồng khí độc ba màu tương giao. Lấy lãnh địa làm trung tâm, lan tràn khắp bốn phía sườn núi có chút không thích hợp lãnh chúa hệ máy móc rất nhanh phát hiện ra manh mối dừng lại bên trên lưng chừng núi lãnh chúa hệ nguyên tố cũng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn quanh bốn phía bọn họ khác với loại lãnh chúa cấp thấp không chút kinh nghiệm nào bọn họ đã trải qua vô số lần chiến đấu cũng sớm rèn luyện ra ngũ cảm và cẩn thận hơn xa người bình thường vừa rồi vì chướng ngại địa hình nên không chú ý tới mà khi bọn họ xông lên triền núi lại đột nhiên phát giác ra điểm không thích hợp bởi vì dây leo to lớn này giống như đang cử động còn tản ra một cổ khí tức cực kỳ khủng bố không tốt có mai phục mau lui lại lãnh chúa máy móc kinh hoàng la lên vội vàng lệnh cho robot báo săn dưới thân thay đổi phương hướng phun ra thiết bị đẩy mạnh trực tiếp bùng nổ lấy một tốc độ cực nhanh đi vòng trở về lãnh chúa hệ nguyên tố cũng không chậm hắn ta cưỡi lên tọa kỵ cụ phong được nguyên tố gió tăng phúc Gia Tốc quay đầu chạy về phía dưới sườn núi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Không chút do dự. Chỉ tiếc, bọn họ vẫn chậm một bước. Vừa chạy được 2 phần 3 triền núi, chung quanh đột nhiên nổ tầm vang một tiếng, lập tức dâng lên vô số dây leo to lớn. Trong một mảnh chấn động kịch liệt, đám dây leo kia đã bao vây bọn họ và binh chủng của bọn họ ở phía trên triền núi. Đáng chết! Đám dây leo này là sống! Giờ khắc này, sắc mặt hai của lãnh chúa cũng thay đổi. Vừa rồi vì bị dây leo ngăn cản bên ngoài, bọn họ căn bản không thể tập trung vào bản thể dây leo, tự nhiên cũng không thể nhìn được thuộc tính dây leo, cũng không cảm thụ được khí tức của nó. Ngược lại, bọn họ cứ ngỡ nó là dây leo bình thường chỉ lớn một chút mà thôi. Dù sao, ai má nó có thể biết binh chủng cấp 8 lại dài và to lớn như vậy. Ít nhất là từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy mà khi bọn họ quay đầu lại, khi nhìn thấy bóng dáng thật lớn đang dần dần xuất hiện trong rừng rậm dây leo kia, ánh mắt đột nhiên mở to tướng lên. Hơn nữa sau khi hai người này đang nhìn thấy giao diện tin tức bắn ra trước mắt, trong lòng lập tức nổi lên một mảnh sóng to gió lớn. Đám thực vật bao phủ cả triền núi này, lại thật sự là một binh chủng hệ thực vật. Làm sao có thể? Hai lãnh chúa trừng to mắt như muốn nứt ra, trong lòng vô cùng kinh hãi từng sợi dây leo bao phủ bốn phía triền núi kia lại sớm giấu dưới mặt đất, chờ đợi bọn họ mắc câu. Cách thức hành động y như cây bắt mũi. Mà bọn họ, chính là những con mũi dính bẫy. Nhưng đó còn chưa đủ khiến hai người khiếp sợ, khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là khí tức phát ra trên người bản thể dây leo kia, còn khủng bố hơn vài phần so với binh chủng cấp 9. Nhưng theo tin tức biểu hiện trên giao diện, thực vật này chỉ có cấp 8 thôi. Thế nên bọn họ cũng theo bản năng xem nhẹ hai chữ vương tộc ở đằng sau tên thanh đằng, kỳ thực là không biết hai chữ đó có hàm nghĩa gì. Cẩn thận một chút, thực vật này có vấn đề. Ánh mắt lãnh chúa hệ máy móc trầm xuống, rốt cục hắn ta cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng suy tư phương pháp đối phó. Bọn họ có thể đi vào chiến trường số một, thực lực sẽ không kém. Kể cả khi thực lực của gốc thực vật này thật sự đạt tới cấp 9, nhiều nhất chỉ khiến bọn họ kiên kỵ mà thôi, chứ không đạt tới trình độ làm cho bọn họ e ngại, bởi vì bên người bọn họ cũng tự mang theo hai binh chủng cấp chính, chỉ là một cấp chính, dù hình thể có lớn, bọn họ cũng nắm chắc chém giết, chẳng qua sẽ tổn thất một ít binh chủng mà thôi. Làm sao bây giờ có tiếp tục không? Lãnh chúa hệ nguyên tố trầm giọng nói, mắt thấy hạch tâm lãnh địa gần ngay trước mắt, nếu cứ như vậy bỏ qua, khẳng định là không cam lòng. Hơn nữa thoạt nhìn cũng biết lãnh chúa của lãnh địa này có thực lực không kém, chắc chắn trên người đang có lượng lớn tài nguyên. Nếu có thể đoạt được, tuyệt đối sẽ trợ giúp thật lớn cho tỷ lệ sinh tồn tiếp theo trên chiến trường của bọn họ, hấp dẫn này đủ khiến bọn họ liều mạng một phen. Hình như lãnh chúa hệ máy móc cũng có ý tưởng như hắn ta. Sau khi hắn ta nhìn thoáng qua đại thụ thế giới ở xa xa, sắc mặt hắn ta cũng trầm xuống, há mồm thổi bay kèn phản công. Thế nhưng giây tiếp theo, hai mắt hắn ta đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía trên triền núi. Ngay cả lãnh chúa hệ nguyên tố bên cạnh hắn ta cũng co rút đôi con ngươi, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Đó là trên trăm gốc bản thể dây leo giống nhau, khí thế đạt tới thực vật cấp 9. Cứ như vậy từ trung tâm lãnh địa ùng ùng xuất hiện, đảo mắt một cái đã trải rộng cả triền núi. Sau đó một mảng lớn ánh sáng hiện lên. Đám binh chủng và hoa ăn thịt người vừa bị bọn họ đánh chết, đã được triệu hồi ra, lại gia nhập vào chiến đấu, mà điều khiến trong lòng hai người chấn động mãnh liệt. Chính là vật triệu hồi kia. Đám thực vật một mực chiến đấu với bọn họ từ đầu tới giờ. Chỉ là vật triệu hồi mà thôi. Điều này khiến bọn hắn khiếp sợ và không tin phủ kín đáy lòng hai người trong nháy mắt. Thân hình lãnh chúa hệ máy móc lão đảo một cái, suýt nữa thì té khỏi lưng robot báo săn. Lãnh chúa hệ nguyên tố lại hoảng sợ lùi về phía sau, vẻ mặt trắng bệch hiện tại rốt cục bọn họ cũng hiểu mình đã gặp phải dạng tồn tại khủng bố gì trúng cơ hồ không chút chần chờ hai người trực tiếp xoay người bỏ chạy thuận tiện cũng triệu hồi binh chủng về không gian bản nguyên mà mấy binh chủng phi hành cấp chính đang chiến đấu kia cũng bị bọn họ triệu hồi rồi chúng nó nhanh chóng trở lại bên người bọn họ đưa bọn họ bay lên khỏi mặt đất nhưng thanh đằng sau có thể dễ dàng thả bọn họ rời đi rất bất ngờ vô số dây leo phóng lên cao trực tiếp ngăn cản con đường chạy trốn của bọn họ. Phá cho ta! Chỉ nghe hai người kia hét lớn một tiếng, bốn binh chủng cấp chính đột nhiên bùng nổ, nguồn năng lượng khổng lồ hội tụ phía trước người. Công kích có uy thế cường đại vô cùng, bọn họ đã trực tiếp vận dụng thủ đoạn công kích mạnh nhất rồi. Ngay cả hiệu quả bí bảo cũng bị phát động, hóa thành bốn đạo ánh sáng khủng bố hội tụ cùng một chỗ. Một kích này. Đừng nói là binh chủng cấp 8, chỉ sợ binh chủng cấp chính cũng có thể trực tiếp miễu sát cứ như vậy công kích đánh úp về phía dây leo của thanh đằng giống như cả thiên địa biến sắc bỏ hết vào một giỏ ngay lúc đó một giọng nói lạnh nhạt vang lên vốn dĩ dây leo còn đang bị uy thế công kích nọ áp bách khiến run rẩy kịch liệt đột nhiên bốc lên một mảnh ánh sáng vàng đài rêu cộng sinh ở trên người thanh đằng trực tiếp phát động kỹ năng bí bảo bỏ hết vào một giỏ tất cả thuộc tính đều chuyển hóa thành thể chất của thanh đằng. ầm vang. Một tiếng nổ vang, cả không trung đều hung hăng chấn động. Hai lãnh chúa trừng lớn mắt, nhìn vách tường dây leo trước mắt mình không thương tổn dù chỉ một sợi tóc. Vậy là một kích toàn lực của bốn binh chủng cấp chính đã bị ngăn cản. Càng không xong chính là, âm thanh nói chuyện vừa rồi, rõ ràng là lãnh chúa của lãnh địa này đã gấp gáp trở về. Hai người này quay đầu lại nhìn về phía lãnh địa, quả nhiên, không biết từ khi nào đã có một bóng dáng ngạo nghễ xuất hiện. Đối phương đang đứng bên trên đài cao truyền tống, lạnh nhạt nhìn chăm chú vào bọn họ. Không cần phải nói, người này tự nhiên chính là Lâm Hữu vận dụng truyền tống trận lãnh địa truyền tống trở về. Tuy xa tới 100 km, nhưng truyền tống chỉ cần tiêu hao 50.000 ma năng và một chút thời gian chuẩn bị mà thôi, nhanh hơn nhiều so với hắn tự mình bay về. Hai vị lãnh chúa kia cũng không nghĩ tới, Lâm Hữu lại có kiến trúc cực kỳ hiếm có như truyền tống trận lãnh địa, sắc mặt bọn hắn lập tức đại biến. Tách ra trốn. Không chút do dự, bọn họ trực tiếp chia làm hai phương hướng thoát đi. Tốc độ phản ứng cực nhanh, kể cả Lâm Hữu vừa gấp trở về cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Binh chủng cấp 9 Tuy hắn đã sớm biết chiến trường số 1 này không đơn giản. Nhưng khi chân chính nhìn thấy bên người hai kẻ nọ đều mang theo hai binh chủng cấp 9, hắn vẫn vô cùng ngưng trọng. Đây chính là tồn tại giết ít nhất 200 lãnh chúa cấp 8 hoặc ma thú lãnh chúa mới có thể thăng cấp được, đủ để thấy thực lực hai người này mạnh mẽ nhường nào. Nhưng nếu bọn họ đã đến đây, sao Lâm Hữu có thể dễ dàng thả bọn họ rời đi? Tâm hắn vừa động. Dây leo của thanh đằng lập tức lao vút lên, đuổi theo hai người. Mà hắn cũng cưỡi lên rồng yêu đế cùng rồng yêu hậu một binh chia làm hai đường, phát động tật ảnh lao khỏi lãnh địa. Sưu tàn ảnh nhanh kinh cũng bay về hướng trời cao được kỹ năng tăng phúc tốc độ của hai thực vật trồng nhanh tới không tưởng nổi đảo mắt một cái đã đuổi theo hai người chạy trốn ngăn đường đi của bọn họ lãnh chúa máy móc bị lâm hữu và rồng yêu vương ngăn lại vừa định truyền mệnh lệnh đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức tử vong bao phủ đáy lòng khiến tóc gáy của hắn ta dựng đứng lên trong nháy mắt phanh âm thanh nhỏ bé gần như không nghe thấy nổ tung tạo nên một mảnh chân không trên mặt đất long viêm vần quanh viên đạn phá không khí lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng bắn nhanh tới trong lòng lãnh chúa hệ máy móc đầy hoảng sợ hắn ta căn bản chưa kịp phản ứng đã gặp đòn nghiêm trọng cả người ngây ngốc sững sờ tại chỗ rõ ràng là kỹ năng mị hoặc của yêu nữ đọa lạc là... bành một đoàn mưa máu phun ra ngay cái đầu bị nứt của lãnh chúa kia gần như chỉ một lát thất thần lãnh chúa đó đã bị miễu sát tại chỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống dưới đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 8 triệu 40 ngàn ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Tới 8 triệu ma năng. Đây tuyệt đối là lần lâm hữu, đánh chết lãnh chúa đạt được nhiều ma năng nhất từ trước tới nay. Chỉ một lần khiến ma năng của hắn phá tan cửa ải 30 triệu. Nhưng cũng có một phần do hắn xuất kỳ bất ý, dùng lực lượng quy tắc phát động kỹ năng mị hoặc, trong nháy mắt đã nhiễu loạn tinh thần đối phương, lúc này mới đắc thủ không hổ là chiến trường cấp 8, tốc độ thu hoạch tài nguyên nhanh đến sung sướng. Nhưng Lâm Hữu cũng không quên vẫn còn địch nhân khác, hắn lập tức quay đầu đuổi theo lãnh chúa hệ nguyên tố. Nhưng đáng tiếc chính là, nguyên tố gió cấp 9 của đối phương có kỹ năng gia tốc. Thừa dịp hắn truy kích lãnh chúa hệ máy móc, đối phương đã sớm thoát khỏi rồng yêu hậu truy kích, bỏ trốn mất dạng, chỉ để lại một bóng dáng thật nhỏ mà thôi, muốn đuổi theo cũng không còn kịp. Đáng tiếc. Quả nhiên, lãnh chúa cấp 8 một lòng muốn chạy trốn vẫn rất khó đánh chết. Hơn nữa hắn chỉ có hai cái binh chủng phi hành, không chiến không mạnh, trừ phi xuất kỳ bất ý như vừa rồi mới được. Đều trở về đi. Lâm Hữu nhìn thật sâu về phương hướng đối phương thoát đi sau đó triệu hồi rồng yêu hậu, không tiếp tục truy kích nữa. Lúc vừa rồi khi đối phương chạy trốn, vì hoảng loạn mà đâm bừa khắp nơi, khiến cho hắn không thể bận tâm quá nhiều, chỉ biết đại khái lãnh địa của người nọ nằm ở phương hướng kia đương nhiên cũng không thể loại bỏ tình huống tâm trí của đối phương quá cứng rắn giả vờ hoảng loạn chạy lẫn lộn để thử hắn nhưng lâm hữu nhìn thoáng qua huyết cổ bộ công anh bên cạnh khóe miệng đột nhiên hơi hơi cong lên bên kia vì đông thăng cưỡi lên nguyên tố gió bay trên không trung hơn 10 phút sau cuối cùng vẻ mặt lo sợ của hắn ta không yên cũng dần dần bình tĩnh lại hắn ta nhìn thoáng qua phía sau không có người đuổi theo khẽ thở dài một hơi lệnh cho nguyên tố gió rớt xuống mặt đất. Sau đó cả người như thoát lực, những người ngồi xuống đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mồ hôi thấm ướt quần áo. Có thể nói, lần này hắn ta thật sự đã tìm được đường sống trong chỗ chết, thiếu chút nữa còn vứt cả mạng của mình. Hiện tại giờ chỉ cần nghĩ lại, hắn ta cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Phải biết rằng, vì đông thăng, ở bên trong lãnh chúa cấp 8 đại lục thiên quan cũng là tồn tại có tên có tuổi kể cả khi gặp phải lãnh chúa đứng đầu xếp hạng cùng cấp bậc với mình ở giới khác, hắn ta vẫn có thể miễn cưỡng chiến một trận. Nhưng hôm nay lại biến thành chật vật như thế, còn suýt nữa đã đánh mất tánh mạng. Quả thực không dám tưởng tượng. Bên trong chiến trường cấp 8 lần này, lại xuất hiện một lãnh chúa có thực lực khủng bố như vậy. Chỉ dùng một kích trực tiếp miễu sát đồng bạn cấp 8 của hắn ta. Phải biết rằng, thực lực của tên kia có thể còn mạnh hơn hắn ta 3 phần, vậy mà không thể thoát nổi. Hắn ta dám khẳng định. Dù là mễ già nhĩ xếp số một bản ma năng, cũng tuyệt đối thể làm được loại trình độ này. Cũng may, ta chạy trốn rất nhanh. Vì đông thăng lại là thở vào một cái. Trên mặt có niềm vui sướng khi vừa sống sót sau tai nạn, đào xuất sinh thiên, PS tên tựa Game Away Out 2018, về chủ đề vượt ngục. Sau khi kéo dài quá mức, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, hiện ra một tia đắc ý phỏng chừng tên kia sẽ không nghĩ đến ta lại chạy trốn theo phương hướng ngược lại trong than thở hắn ta cũng đứng dậy gọi nguyên tố gió bên người sau đó hắn ta phân biệt phương hướng một chút lại một lần nữa cất cánh vòng qua lãnh địa của lâm hữu chạy trở về lãnh địa của chính mình chẳng qua hắn ta không có chú ý tới lúc này trên người hắn ta đã bị vào cộng bồ công anh màu đỏ không chút thu hút bám vào rồi cứ như vậy chúng đi theo hắn ta chạy về lãnh địa Thời gian qua thật sự nhanh, đảo mắt một cái đã qua một nửa buổi chiều. Ngắn mũi mấy giờ thời gian, thế cục trên chiến trường đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trên bản kích xác, bắt đầu xuất hiện lượng lớn tên người, sắp hàng từ cao đến thấp. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ đánh chết năm lãnh chúa mà thôi. Bên dưới lại là hàng loạt thành tích một đầu người, so sánh với chiến trường cấp 6 chỉ nửa ngày đã đạt tới năm, 60 quả thực khác một trời một vực. So sánh với bản kích xác bản ma năng khoa trương hơn rất nhiều. Số một mẻ già nhĩ đã tích lũy được hơn 60 triệu ma năng. Mà Lâm Hữu vốn dĩ đang ở thứ năm, bị đẩy ra khỏi 10 vị trí đầu, dần dần nhạt nhào trong tầm mắt của mọi người. Nhưng đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất, điều khiến cho Lâm Hữu chú ý, chính là trên giao diện bảng xếp hạng, lại có thêm một cái bảng xếp hạng bảo vật, ấn mở ra vừa nhìn. Bên trên chỉ có mấy cái tên trơ trọi, đằng sau đánh dấu số lượng bảo vật chiến trường được mấy người kia mang theo trên người, cơ bản đều là một cái. Nhanh như vậy đã có người đánh chết ma thú lãnh chúa. Lâm Hữu nhìn thoáng qua người xếp hạng số 1, thật bất ngờ đối phương lại là đường vấn thiên người lúc trước bị hắn đoạt mất vị trí thứ 8 trên bảng ma năng, đến từ đại lục Vĩnh Hằng một trong 10 giới vực lớn. Có thể đánh chết ma thú lãnh chúa nhanh như vậy, thực lực của người này không đơn giản. Còn những lãnh chúa khác trên bảng xếp hạng, chỉ sợ cũng không phải hạng người tầm thường, xem ra cần phải lưu ý nhiều hơn mới được, tránh cho khi gặp phải lại bất ngờ. Được rồi, cũng nên đi giải quyết tên phiền toái kia. Trong một góc bình nguyên nào đó trên chiến trường số 1, vì Đông Thăng tìm được đường sống trong chỗ chết, rất nhanh đã mang theo binh chủng chạy về bên trong lãnh địa của mình. Cuối cùng đã trở lại. Vì Đông Thăng thở dài một hơi, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng trầm tĩnh lại. Có lãnh địa dựa vào, Hắn ta có thể không ngừng chiêu mộ binh chủng. Kể cả khi bị lãnh chúa khác công kích, hắn ta cũng có nắm chắc đứng ở thế bất bại. Chỉ cần đừng nữa gặp phải tên biến thái kia là được. Hơn 100 binh chủng có thực lực đạt tới cấp 9. Hiện giờ, hắn ta bỗng dưng nhớ lại, trong lòng cũng không nhịn được sợ hãi một trận. Bên trong vạn giới lại có tồn tại mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn khủng bố gấp mấy lần so với thiên tài đến từ 10 giới vực lớn nhưng vi đông thăng cũng không quá mức lo lắng. Dù sao hệ thực vật sợ lửa, mà trong số những binh chủng cấp 8 hắn ta chưa mộ có nguyên tố lửa. Thiên phú chủng tộc của hệ nguyên tố còn có thể tăng lên hiệu quả thuộc tính khắc chế. Hắn ta đã trà trộn trong đám lão lãnh chúa nhiều năm như vậy, phạm vi không gian bản nguyên đã sớm đạt đầy giá trị cấp 8, hiệu quả thiên phú chủng tộc được tăng lên gấp đôi. Chỉ cần dựa vào lãnh địa không ngừng bổ sung binh chủng, lại kết hợp với hiệu quả thuộc tính khắc chế của thiên phú chủng tộc phụ gia ngăn cản đối phương tiến công là không thành vấn đề cùng lắm thì đánh liều chiến là được hơn nửa lần này hắn ta chạy vòng vèo đường xa về lãnh địa cơ hồ đã làm đủ thủ đoạn che giấu dù đối phương muốn tìm đến nơi này cũng không dễ dàng như vậy vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian an toàn đi thu thập nhiều ma năng chút như vậy hắn ta cũng có thể an tâm trú đóng trong lãnh địa điều duy nhất khiến cho hắn ta để ý chính là phần đính kèm đằng sau tên của thực vật dây leo siêu lớn kia lúc trước chỉ lo chạy trốn không nghĩ nhiều hiện giờ mới nhớ lại hình như đằng sau tên của thực vật nọ có hai chữ vương tộc phải biết rằng hắn ta đã trà trộn trên đại lục lâu như vậy cũng gặp qua không ít binh chủng ma thú nhưng chỉ biết tới mấy cấp bậc như bình thường hiếm thủ lĩnh lãnh chúa lại chưa từng gặp qua vương tộc chẳng lẽ chính vì vậy thực vật kia mới có thể lấy thân thể cấp 8, đạt tới thực lực khủng bố vượt qua cấp 9 bình thường. Nếu thật sự là như vậy, thế thì hắn ta đã phát hiện ra một cái bí mật ghê gớm. Chỉ cần có thể đạt được loại binh chủng này, chẳng phải hắn ta cũng có thể đạt được cổ lực lượng này, bao trùm phía trên tất cả cấp 8. Càng nghĩ, vì đông thăng càng động tâm, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập đương nhiên là hắn ta sẽ không ngốc đến mức lập tức lan truyền bí mật này ra ngoài dẫn những người khác đến cướp đoạt dù sao lãnh địa của hắn ta cũng cách không xa rất có khả năng sẽ bị lượng lớn lãnh chúa xuất hiện gây nên tai bay vạ gió mà phần nhiều là lo lắng về chuyện nên thế nào mới có thể đạt được bí mật này khiến cho mình trở thành tồn tại vạn người không được một kia ừm đây là cái gì đột nhiên vi đông thăng chú ý tới một đám hạt giống bộ công anh màu đỏ bên chân của mình Lúc vừa trở về, quá kinh hoảng nên hắn ta không lưu ý. Nhưng sau khi trầm tĩnh lại, mới phát hiện ra hạt giống bồ công anh này cứ như đã dính lên mắt cá chân của mình, phủi hai cái cũng không chịu rơi xuống, giống như đã mọc rễ trên đó rồi. Hắn ta còn nhớ hôm nay khi đi ra ngoài, cũng không đụng tới thực vật loại bồ công anh mới đúng, làm sao lại có thứ này? Từ từ. Thực vật. Đột nhiên, ánh mắt Vi Đông Thăng ngưng trọng lại. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn ta chuyển thành đại biến không tốt cơ hồ là phản xạ có điều kiện hắn ta đứng dậy xông lên bên ngoài lãnh địa tốc độ cực nhanh còn nhanh hơn ba phần so với lúc hắn ta chạy trốn thế nhưng giây tiếp theo hắn ta đột nhiên dừng động tác lại ánh mắt hoảng sợ nhìn không trung xa xa trên đó vừa xuất hiện hai bóng dáng khổng lồ còn bên dưới lại có mảng lớn thực vật đang đi vội trên chiến trường Rõ ràng lâm hữu là thông qua năng lực theo dõi của bồ công anh đuổi theo. Sau đó mang theo đại quân binh chủng nhanh chóng tới gần hắn ta. Đáng chết. Hai mắt vi đông thăng che kính tơ máu, biểu tình khó coi vô cùng. Tên quái vật kia đã tìm tới tận cửa. Quá nhanh rồi. Hắn ta đâu dám nghĩ nhiều, lập tức triệu hồi tất cả binh chủng nguyên tố về lãnh địa, bao gồm hạch tâm nguyên tố. Hạch tâm lãnh địa hệ nguyên tố là một khối đá nguyên tố bảy màu sặc sỡ. Nằm yên ổn ở vị trí trung tâm lãnh địa, bốn phía có các loại nguyên tố lưu chuyển, nhìn thấy từ xa xa giống như một khối thần thạch nữ hoa Lâm Hữu ngồi ở trên lưng rồng yêu đế, ánh mắt hơi trầm xuống. Vừa đến phạm vi 500m gần lãnh địa, hắn đã trực tiếp truyền mệnh lệnh cho đại quân thực vật bên dưới. Trận thế tiến công. Xông lên cho ta. Trống. Trong phút chốc, mặt đất chấn động cùng với tiếng gầm lên giận dữ của thanh cương tất cả cổ thụ chiến tranh và cổ thụ tự nhiên xếp thành một hàng nện bước trầm trọng nhằm về phía lãnh địa nguyên tố mà ở phía sau chúng nó mảng lớn ánh sáng hiện lên gần một ngàn binh chủng thực vật xuất hiện trừ thanh đằng và 50 bản thể sinh sản thêm phụ trách đóng ở lãnh địa cơ hồ lâm hữu đã dẫn theo tất cả thực vật rời đi có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng đây cũng là lần đầu tiên vi đông thăng nhìn thấy toàn cảnh binh chủng của lâm hữu hắn ta lập tức bị số lượng kinh người kia làm chấn động liếc mắt một cái nhìn lại còn nhiều hơn lần trước hắn ta nhìn thấy hắn ta vẫn tưởng rằng những binh chủng mình đụng tới ở lãnh địa của lâm hữu dù không phải toàn bộ nhưng cũng là đại bộ phận mới đúng nhưng hiện tại hắn ta mới biết mình đã sai lầm rồi hơn nữa sai lầm cực kỳ thái quá số lượng binh chủng của đối phương vượt quá xa hắn ta tưởng tượng mau mau ngăn cản chúng nó vì đông thăng kinh hoàng hô to truyền mệnh lệnh cho binh chủng nguyên tố đất bên người thẳng tắp đón nhận đại quân cổ thụ đang xông lên trong nháy mắt người đất và cổ thụ hung hăng va chạm cùng nhau điên cùng chiến đấu kịch liệt ở bên ngoài lãnh địa sau đó người lửa và người gió lại thúc giục lực lượng nguyên tố ngưng tụ mưa lửa phong bạo đầy trời trên không trung ầm ầm hạ xuống dưới nơi chúng nó đi qua nhiệt độ tăng lên khoảng không liên tục bị đốt thành màu đỏ mà gió lốc cũng trực tiếp bùng nổ, hóa thành phong nhận chi chiếp thổi quét chiến trường, bắn nhanh về quân đoàn thực vật phía sau. Vừa ra tay, chính là sát chiêu phạm vi lớn. Thành lũy bảo vệ. Lâm hữu tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đón đỡ loại công kích phạm vi lớn này. Hắn khẽ quát một tiếng, thông thiên bên người trực tiếp phát động kỹ năng thành lũy bảo vệ, một quần sáng thật lớn hình nửa vòng tròn xuất hiện, bảo vệ tất cả thực vật trong phạm vi kỹ năng. Ngay sau đó, Mưa lửa và đau gió không ngừng nổ tung trên người thực vật, truyền đến một đợt tiếng nổ ầm vang và âm thanh xé rách, nháy mắt đã bao phủ đại quân thực vật kín mít hầu như không sót một con nào. Còn không đợi vi đông thăng vui vẻ, sắc mặt hắn ta đã sẽ nhanh chóng thay đổi. Bởi vì hắn ta phát hiện, kỹ năng quần thể công kích vẫn là niềm kiêu ngạo của hắn ta lại không đánh chết được bất kỳ một thực vật nào, thậm chí còn không làm chúng nó bị thương được. Kỹ năng phòng ngự quần thể đó tuyệt đối là kỹ năng phòng ngự quần thể. Vì đông thăng liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất của thành lũy bảo vệ, trong lòng lại rung động không thôi. Theo lẽ bình thường, rất hiếm binh chủng có được loại kỹ năng phòng hộ quần thể siêu phạm vi lớn này. Không nghĩ tới đối phương lại có. Hơn nữa ngay từ đầu đã trực tiếp dùng rồi. Chẳng lẽ đối phương không hề muốn giữ đòn sát thủ này đến thời khắc mấu chốt nhất mới dùng. Dưới khiếp sợ, hắn ta cũng bất chấp quá nhiều, lập tức hô to với người đất trước mặt tường đất năng lực phòng thủ của hệ thực vật tuyệt đối có thể sắp xếp đến hàng đầu trong tất cả các hệ lãnh địa nếu đối phương đã dùng kỹ năng phòng ngự hắn ta còn công kích nhiều hơn cũng phí công chỉ cần ngăn cản được một đợt này hắn ta còn có cơ hội phản công trước mắt đổi công làm thủ là lựa chọn thích hợp nhất rồi đột nhiên trên người người đất bốc lên mảng lớn ánh sáng vàng một bức tường đất từ mặt đất lao lên ngăn cản đại quân thực vật tiến công. Binh chủng công kích tầm xa trong lãnh địa, lại ngưng tụ lực lượng, cách một lớp tường đất điên cùng công kích với quân đoàn cổ thụ và đám thực vật khác, ngăn cản bước chân của chúng nó, nhưng khiến cho hắn ta trăm triệu lần không nghĩ tới chính là đúng lúc này, trăng rắc, một tiếng giòn vang, quần sáng thật lớn kia vỡ vụn. Cơ hồ trên người tất cả thực vật đồng thời xuất hiện một tấm lá trắng nửa trong suốt, ngăn cản toàn bộ công kích của binh chủng phe hắn ta. Mà vậy vẫn chưa xong, sau khi trang bị lá trắng, một tiếng rít rào kinh thiên vang lên. Trên người tất cả thực vật bốc lên mảng lớn tia sáng hồng, khí thế đột nhiên tăng cao. Đại quân thực vật trực tiếp đánh tan tường đất phòng ngự của hắn ta, đánh chết toàn bộ người đất đứng hàng đầu tiên. Tăng phúc quần thể. Trong lòng vi đông thăng chấn động mãnh liệt. Sau khi đối phương dùng kỹ năng phòng hộ quần thể, lại xuất hiện kỹ năng tăng phúc quần thể rốt cuộc là hắn ta đã gặp phải nhân vật yêu nghiệp nào sao lại có quá nhiều thủ đoạn khủng bố như thế mắt thấy binh chủng nguyên tố đất không ngừng tan tác chết như ngã rạ dưới công kích của đại quân thực vật hắn ta lập tức chạy đến bên cạnh hạch tâm lãnh địa bắt đầu điên cuồng chiêu mộ binh chủng bổ sung chỗ trống dù vậy quân đoàn nguyên tố của hắn ta vẫn khó có thể ngăn cản đại quân thực vật tiến công chiến tuyến dần dần đẩy mạnh đến bên ngoài lãnh địa vòng bảo hộ lãnh địa cũng lập tức bị kích hoạt Mau đều rút lui vào bên trong vòng bảo hộ. Vi Đông Thăng kinh hoàng hô to, khiến cho đội ngũ lui về bên trong lãnh địa. Cũng may có vòng bảo hộ này, cuối cùng cũng cho hắn ta một cơ hội thở dốc. Đợi cho 30 giây đi qua, tia sáng màu hồng trên người thực vật biến mất, thế công cũng yếu bớt xuống. Chẳng qua binh chủng bên người Vi Đông Thăng cũng tổn thất hơn phân nữa. Tất cả đều bị thực vật bản thể với đặc tính biến thái giết chết. Mà Lâm Hữu bên kia chỉ tổn thất một bộ phận thể sinh sản thêm và vật triệu hồi thôi cái gì mà thuộc tính khắc chế cái gì mà thiên phú chủng tộc ở trước mặt người có thực lực căn bản là không đường phản kháng không đường sống cùng tiến lên đập nát vòng bảo hộ lâm hữu ngồi ở trên lưng rồng yêu đế lạnh giọng truyền lệnh trong đội ngũ bên cạnh thôn thiên lập tức sáng lên mảng lớn tia sáng trắng lập tức triệu hồi ra mảng lớn hoa bất tử cùng với đám hoa bất tử sống lại từ trên thi thể chúng nó triển khai công kích mãnh liệt với vòng bảo hộ lãnh địa đám thực vật khác cũng không nhàn rỗi thừa dịp cổ thụ dãy trước hỗ trợ ngăn cản binh chủng nguyên tố bên trong chúng nó cũng gia nhập vào hàng ngũ công kích lớp giữa bang bang phanh tiếng va chạm kịch liệt không ngừng quanh quẩn bên tai vì đông thăng đang nôn nóng chiêu mộ binh chủng bổ sung toàn bộ chỗ trống để cho chúng nó ở cách vòng bảo hộ điên cuồng công kích đám thực vật bên ngoài. Hiện tại, đối phương đã dùng xong hai thủ đoạn mạnh mẽ. Chỉ cần hắn ta vẫn luôn trú đóng ở lãnh địa, điên cuồng chiêu mộ binh chủng, sẽ có cơ hội rất lớn bảo vệ được lãnh địa. Hơn nữa, hắn ta còn một thủ đoạn cuối cùng chưa dùng tới. Vốn dĩ hắn ta định giữ thủ đoạn này lại cuối cùng, trở thành đòn sát thủ. Lại không nghĩ rằng, binh chủng nguyên tố của mình lại bại hoàn toàn như vậy khiến cho hắn ta không thể không sử dụng trước. Là ngươi ép ta. Vì đông thăng nhìn độ bền vòng bảo hộ lãnh địa nhanh chóng giảm xuống và lâm hữu trên bầu trời. Cuối cùng, ánh mắt hắn ta cũng trở nên hung ác, triệu tập toàn bộ 100 nguyên tố lửa và 100 nguyên tố đất vừa chiêu mộ xong tới bên người. Tiếp theo, hắn ta vung bàn tay to lên. Một đại trận hình ngôi sao sáu cánh trống rỗng xuất hiện dưới chân, bao phủ cả hắn ta và tất cả binh chủng vào bên trong rồi đột nhiên, nhiệt độ không khí chung quanh tăng cao. Giống như đặt mình vào nơi cực nóng, ngay cả không khí cũng bị nhiệt độ làm vạn vẹo. Từng. Lâm hữu trên bầu trời cũng phát hiện không đúng, phát ra một tiếng nghi hoặc. Còn không chờ hắn phản ứng, kia 200 binh chủng nguyên tố bên trong đại trận hình ngôi sao sáu cánh kia đã bị trực tiếp hiến tế, hóa thành từng đường lưu quan lửa đỏ sông lên trời cao. Dần dần, một viên vẫn đá lớn đến mức bao phủ phạm vi 500 mét, nhanh chóng ngưng tụ trên không trung, tản ra uy thế vượt qua cấp chính làm cho người ta sợ hãi. Lâm Hữu không bao giờ nghĩ đến đối phương còn ẩn giấu thủ đoạn mãnh liệt như vậy. Khó trách đối mặt với đại quân binh chủng có số lượng gấp đôi mình nhưng vẫn trấn định như vậy. Sự khủng bố của thiên thạch do hỏa nguyên tố hội tụ thành là lớn nhất mà hắn thấy ở cấp 10. Dường như cả bầu trời đều vì nó mà rung rẩy, dù là thông thiên cũng không có cách dùng năng lực nuốt chửng nó. Nếu như đánh chính diện, đừng nói là hắn, ngay cả binh chủng bên người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà tốc độ ngưng tụ của thiên thạch quá nhanh, cho dù hắn muốn thoát ra ngoài cũng đã muộn. Lui. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, ngay lập tức triệu tập tất cả thực vật đang tấn công đến bên người. Hắn không sử dụng truyền tống ngẫu nhiên, mà bày trận thế phòng thủ tại chỗ, sẵn sàng đón quân địch. Vô dụng, dù binh chủng của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào ngăn cản được mục kích này của ta. Trong mắt vi đông thăng chứa sự tàn khốc, cuối cùng cũng xả được cơn giận. Hắn ta trà trộn ở chiến trường vạn giới trong thời gian dài như vậy, có khi nào chịu tổn thất lớn như vậy? 200 binh chủng cấp 8, mất trắng 5 triệu ma năng. Chỉ nhớ đến thôi, hắn ta đã cảm thấy đau lòng không thôi, hận ý đối lâm hữu càng không thể khống chế. Chết đi cho ta. Chỉ nghe hắn ta quát một tiếng chói tai, trận thế sáu ngôi sao dưới lòng bàn chân nổ tung, hóa thành một tia sáng bảo vệ hắn ta cùng lãnh thổ mà thiên thạch trên bầu trời giống như hành tinh rơi xuống mang theo uy thế không gì sánh kịp gào thét về phía lâm hữu bất cứ nơi nào nó đi qua không gian chấn động mây đỏ cuồn cuộn giống như một thảm họa kinh thiên động địa ầm ầm toàn bộ chiến trường đều rung chuyển kịch liệt một đám mây hình nấm khổng lồ màu đỏ được hình thành do các ngọn lửa hội tụ phóng lên bầu trời thôn vệ lâm hữu với toàn bộ binh chủng bên cạnh hắn sức mạnh đáng sợ đó đã biến thành một làn sóng nhiệt đá vụn ngay lập tức quét sạch vùng đồng bằng trong bán kính vài km ngay cả ma thú đang lang thang gần đó cũng bị biến thành tro bay bị giết chết tại chỗ có chuyện gì vậy sao mặt đất lại đột nhiên rung động chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế không nhìn đằng kia hình như có thứ gì đó đang đánh nhau này một thiên thạch cực lớn đi chúng ta đi qua nhìn một chút các lãnh chúa đang thăm dò ở gần đó đã nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi ở đây theo bốn phương tám hướng ào ào chạy tới chỉ khác với sự ngạc nhiên và tò mò của họ lúc này ở trung tâm thiên thạch rơi xuống vi đông thăng trừng lớn hai mắt nhìn lâm hữu với binh chủng của hắn bên ngoài lãnh địa vẫn bình yên vô sự mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không không thể nào làm sao ngươi còn sống được từ miệng hắn ta phát ra một tiếng hét như con gà trống bị nắm cổ cả người như nhìn thấy ma hoảng hốt lui về phía sau tựa trên đá nguyên tố một đòn mạnh mẽ mà hắn ta luôn tự hào lại bị người khác đỡ được nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn ta thậm chí còn tưởng rằng mình đang mơ trong lòng hắn ta chỉ còn lại vô tận hoảng sợ và kinh hãi phải biết kỹ năng hiến tế của hắn ngay cả lãnh chúa cấp chín cũng không dám đón đỡ làm sao mà một lãnh chúa cấp 8 lại không bị thương chút nào? Chuyện ngươi chưa biết còn rất nhiều. Lâm Hữu lạnh giọng nói. Lâm Hữu không dành tâm tư nói nhảm quá nhiều với hắn ta, để hiền giả rừng rậm bên người thu lại lĩnh vực hòa bình, trực tiếp vung tay lên. Tất cả thực vật tụ tập xung quanh hắn đều tán loạn, xông ra khỏi vòng bảo vệ, điên cuồng tràn vào bên trong lãnh địa. Vì đông thăng vừa mới hiến tế binh chủng, trong nháy mắt, vô số dây leo xuyên thấu thân thể, hắn ta không cam lòng ngã xuống bên cạnh đá nguyên tố. Giết lãnh chúa dị vị diện cấp 8, thu hoạch được 2, 44 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8 ít 1. Lời nhắc nhở rõ ràng vang lên trong đầu. Một trận chiến khốc liệt cuối cùng đã kết thúc tại đây. Lâm hữu không ở lâu, sau khi đưa binh chủng chậm rãi tiến vào không gian bản nguyên, lập tức ngồi lên vai thanh cương, vội vàng trở về lãnh địa. Động tĩnh vừa rồi cả thiên thạch thực sự quá lớn, khẳng định sẽ dẫn sẽ thu hút các lãnh chúa khác ở gần đó. Hắn không muốn lộ diện quá nhanh, bị người khác phát hiện lãnh địa của hắn. Vì vậy, tốt hơn hết là nên nhanh chóng rời đi. Quả thật như dự đoán, hắn vừa mới mang đại quân thực vật rời đi không bao lâu. Bốn phía lãnh địa Vi Đông Thăng, hơn 10 lãnh chúa tụ tập, tất cả đều kinh sợ nhìn đống phế tích bừa bộn của lãnh địa. Đây là nơi vừa mới diễn ra trận chiến. Đúng là sức công phá mạnh mẽ cả vùng đất trong bán kính vài km cũng bị đốt cháy khét sức mạnh này chẳng lẽ đã vượt ra ngoài phạm vi của cấp chính nhìn thi thể trên đất có vẻ công kích do lãnh chúa hệ hệ nguyên tố này phát ra nhưng hắn lại chết t người nào biến thái như vậy có thể đỡ được công kích tới trình độ này không nghĩ tới xung quanh đây lại có một lãnh chúa lợi hại như vậy thông qua hai loại thi thể còn lại trên mặt đất các lãnh chúa nhanh chóng xác định được loại binh chủng của hai bên trong trận chiến theo thứ tự là hệ thực vật với hệ nguyên tố một cuộc tấn công hỏa lực quy mô lớn như vậy hiển nhiên không phải do thực vật phát động mà từ tay lãnh chúa hệ nguyên tố nhưng dù cho như thế tên lãnh chúa này lại chết thảm tại chỗ có thể thấy được sự khủng bố của vị lãnh chúa hệ kia không phải là người mà bọn họ có thể chọc nổi cho nên rất nhanh các lãnh chúa vừa chạy tới đã vội vàng thối lui vội vàng rời xa không còn dám tới gần nơi này nửa phần mà tin tức chiến đấu nhanh chóng được truyền đến kênh chiến trường, khiến các lãnh chúa nghị luận ầm ĩ. Thiên thạch và đám mây nấm vừa rồi là hai lãnh chúa đánh nhau. Thật hay giả? Quy lực đó có thể do lãnh chúa cấp 8 tạo ra. Chắc chắn 100%. Ta tận mắt thấy, bên cạnh còn có rất nhiều người cũng nhìn thấy. Mà lãnh chúa hệ nguyên tố tạo ra thiên thạch, đã chết. Trời ơi! Dữ dội như vậy. Đây cũng quá khoa trương rồi thiên thạch, thiên thạch gì? sao cái gì ta cũng không thấy? giống như trên, hoàn toàn không biết các ngươi đang nói cái gì. đừng nghe bọn họ khoác lác, nói cái gì mà vượt qua công kích cấp chính, thật sự là chết cười. phạm vi chiến trường là quá lớn, ngoại trừ một số lãnh chúa tình cờ ở khu vực gần đó, những lãnh chúa ở những địa điểm khác căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. cho nên rất nhiều người đều ôm thái độ hoài nghi. Dù sao dựa theo thuyết pháp của bọn họ, ngay cả lãnh chúa nghe truyện trên TV audio CV nắm giữ thủ đoạn công kích mạnh như vậy cũng đã chết, người đã giết hắn phải mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ lãnh chúa cấp 9 trà trộn vào chiến trường cấp 8? Nhưng điều này có thể sao? Mặc dù quy tắc thế giới dưới cái nhìn của bọn họ vẫn có lỗ hổng chồng chất, nhưng vẫn chưa rác rưởi đến mức phạm phải sai lầm cơ bản này. Cho nên rất nhiều người vẫn giữ thái độ xem kịch không mấy quan tâm đến tính xác thực của chuyện thậm chí còn đem ra chế dẻo nếu như nói trong này có ai kinh hãi nhất đoán chừng cũng là lãnh chúa hệ côn trùng mà lâm hữu gặp phải lúc ra ngoài trước đó bởi vì vừa rồi thiên thạch từ trên trời rơi xuống hắn cũng nhìn thấy tuy ở rất xa nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh kinh người người bình thường tuyệt đối không thể chặn được một công kích cấp độ này thậm chí có thể thực hiện phản công giết người hệ thực vật chẳng lẽ là người kia? Con ngươi của lãnh chúa hệ côn trùng co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến lãnh chúa thực vật lúc trước hắn gặp ở bên ngoài, sắc mặt hắn hiện lên tia kinh ngạc không tin nổi. Lãnh chúa hệ thực vật, có lãnh địa ở gần đây, thực lực lại mạnh đến biến thái, tuyệt đối là người đó. Không nghĩ tới thực lực của hắn ta lại khủng bố như vậy. Hy vọng hắn đừng chạy đến chỗ ta. Lãnh chúa hệ côn trùng tràn ngập lo lắng nỉ non thực lực của hắn trong giới vực của mình mặc dù không tệ, thậm chí đứng vào 10 vị trí đầu cũng được. Nhưng hắn lại rõ ràng, nếu như mình đấu với lãnh chúa kia, hắn nhất định không phải là đối thủ. Lần này chiến trường cấp 8, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn. Một bên khác, Lâm Hữu trở lại lãnh địa, nhanh chóng triệu tập binh chủng ra, để chúng nó ở lại lãnh địa một thời gian để phục hồi. Mặc dù lần chiến đấu này không có tổn thất lớn lắm, nhưng cảm giác mạo hiểm vẫn phải có nhất là thủ đoạn hiến tế binh chủng sau cùng của đối phương để hắn chính thức thấy được nội tình lãnh chúa lâu năm nếu không phải hắn có lĩnh vực hòa bình chỉ sợ phải tổn thất số lượng lớn binh chủng cuối cùng chỉ có thể đào tẩu thông qua truyền tống ngẫu nhiên cho nên vẫn cần chú ý mới được lỡ như đối phương có thể liên tục phát động hai lần kỹ năng như thế chờ lĩnh vực hòa bình của hắn hết hiệu lực kết quả thật sự rất khó nói xem ra ngày mai phải đến chỗ sâu nhìn thuận tiện tăng không gian bản nguyên lên một chút mới được lâm hữu nỉ non tự nói tiện tay ấn mở giao diện không gian bản nguyên xem xét dựa theo ước tính của lâm hữu muốn đưa tất cả binh chủng vào bên trong mới dẫn truyền tống trời đi thì diện tích phải rộng cỡ một km cũng chính là trị số phạm vi tối đa của không gian bản nguyên bình thường nhìn tin nhắn của các lãnh chúa gửi trên kênh trò chuyện có vẻ như có rất nhiều ma thú thủ lĩnh thậm chí là ma thú cấp lãnh chúa đang tụ tập ở chỗ sâu trong chiến trường. Chiều nay, đã có không ít người bắt đầu thăm dò bên trong, cũng xảy ra nhiều xích mích và đánh nhau, có thể thấy điều đó từ những thay đổi trong bảng xếp hạng. Nhưng bây giờ sắc trời đã tối, không nên ra ngoài, tốt hơn hết là chờ sáng mai lại xuất phát. Dù sao hắn có truyền tống trận, chỉ cần không phải đi đến nơi quá xa, đều không cần lo lắng lãnh địa bị công kích. Thậm chí tại lúc cần thiết, có thể trực tiếp từ bỏ lãnh địa mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa các huynh đệ bốn phương hôm nay các ngươi thăm dò tới chỗ nào rồi như để đáp lại kế hoạch của lâm hữu lúc này trên kênh chiến trường đột nhiên xuất hiện một thông báo khiến hắn chú ý tới cúc ai là huynh đệ với ngươi cũng không phải cùng một giới huynh đệ đừng nói như vậy chớ gặp lại cũng là có duyên mọi người hòa khí tự thu thập tài nguyên nước giếng không phạm nước sông chẳng lẽ không tốt sao Ha ha, nói thì nhẹ nhàng linh hoạt, vừa nãy ngươi cùng người khác vây công ta cũng không thấy nói như vậy. Đúng đấy, ngoài miệng thì nói hòa bình, âm thầm chơi ngán chân, một đám lão âm tà, làm hư đóa hoa sen trắng là ta. Nhưng ta chỉ thấy đóa hoa sen trắng đuổi theo nữ lãnh chúa giới vực khác, chật chật. Xung đột giữa giữa các giới vực đã tồn tại trong nhiều năm, không có cách nào dễ dàng điều hòa. Vừa mới nói mấy câu mà thôi, lãnh chúa các giới đã ào ào gửi tin nhắn mắng nhau lẫn nhau, Quả thực tự như là cái chợ, đâu còn sự uy nghiêm lãnh khốc của lãnh chúa trong lòng dân. Đương nhiên, trong đó cũng có bộ phận nghiêm túc nghiên cứu thảo luận đề tài này, bắt đầu chia sẻ tình báo mà mỗi người thăm dò được trong nửa ngày. Hôm nay, ta đi vào bên trong xem qua. Quả thực có rất nhiều ma thú thủ lĩnh và yêu quái, nhưng muốn vào sâu hơn nữa thì không có cách. Ta chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen lớn ở phía sau. Nhìn ra được, chưa tới nửa ngày các lãnh chúa cũng không thăm dò đến chỗ quá sâu đều bị đám ma thú lang thang dưới vực sâu chặn lại ngay cả những lãnh chúa đến từ đại giới vực tạm thời cũng không có cách nào để đột phá vòng vây của lũ ma thú cũng không biết chỗ sâu cất giấu thứ gì có vẻ như ma thú vây quanh chỗ đó hôm nay ta cũng đi xem thử quả thật có rất nhiều ma thú cho nên quay về trước chẳng lẽ cất giấu bảo vật gì ngày mai phải tiếp tục đi thăm dò mới được tra rõ tình huống tranh thủ trước khi thủy triều ma thú đến. Nếu các vị có tin tức, nhớ chia sẻ một chút. Không giống đại đa số lãnh chúa, một số lãnh chúa mặc dù khác giới vực, không hợp tính, nhưng cũng hiểu một đạo lý. Cái đó chính là nhiều người thì lực lượng lớn. Suy cho cùng, sức mạnh của một người là có hạn, muốn điều tra tình hình trên chiến trường chỉ trong 3 ngày cũng không dễ dàng. Chỉ cần không phải là tình báo quan trọng thì vẫn có thể trao đổi với nhau có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Tổng kết lại, mọi việc lấy lợi ích làm chủ. Lâm Hữu ngồi bên ở đại thụ thế giới, một bên ăn đồ ăn bổ sung thể lực, một bên say sưa ngon lành xem nội dung bọn hắn nói chuyện phím, cũng thu hoạch rất nhiều tin tức về chiến trường. Nhưng điều hắn quan tâm nhất là những con ma thú trên cấp độ thủ lĩnh. Vừa vặn hắn đang thiếu lực lượng bản nguyên, những ma thú như thế này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Về phần tin tức bảo vật cất giấu ở chỗ sâu trong chiến trường, hắn sẽ chờ xem, dù sao chưa có tin tức xác định trở về. Mắt nhìn thấy sắc trời đã tối, hắn đứng dậy đi xung quanh lãnh địa kiểm tra một vòng, lại nạp thêm năng lượng cho vòng phòng hộ lãnh địa, sau đó trở lại nhà phía trên cây nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đơn giản chuẩn bị một phen, Lâm Hữu rời khỏi lãnh địa để lại thanh đằng với 50 gốc binh chủng mọc thêm. Có thanh đằng và những thực vật này, đủ để chèo chống hắn truyền tống về lãnh địa, cho nên không cần để lại quá nhiều binh chủng đóng giữ. Hơn nữa, hình thể thanh đằng bên trong chiến trường quá mức dễ thấy, rất dễ dàng bị lãnh chúa hoặc ma thú khác phát hiện, cho nên thích hợp ở lại đóng giữ lãnh địa. Mà trước khi đi, Lâm Hữu còn để đoàn yêu tinh hiền giả phát động lực lượng khống chế, tạo ra một khu rừng đơn giản xung quanh bốn phía dốc núi lãnh địa, để che đậy ánh mắt. Dựa vào cách này, kẻ thù sẽ không dễ dàng phát hiện ra tình hình cụ thể của lãnh địa của hắn. Sau khi làm xong, hắn yên tâm xuất phát, mang theo 220 bản thể thực vật với gần 700 thể mọc thêm, trùng trùng điệp, điệp điệp đi trên chiến trường bào la rộng lớn, hướng đến chỗ sâu. Hai người đi điều tra tình hình chung quanh đi. Lâm hữu ra lệnh cho rồng yêu đế và rồng yêu hậu. Hai con rồng thực vật nhận được lệnh, lập tức bay về phía hư không, đi đầu tiến hành trinh sát vẫn còn hơn 5 giờ trước khi thủy triều ma thú thứ hai xuất hiện vào buổi trưa, hắn phải đến chỗ sâu trước thời gian này và giết nhiều ma thú hơn nữa. Cứ như vậy một đường tiến lên, một đường tiêu diệt toàn bộ ma thú bên trong. Lãnh địa nhanh chóng bị hắn bỏ lại xa xa đằng sau, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Các vị, ta đã tìm thấy một di tích chiến trường đổ nát cách 500 km về phía tây nam, bên trong giống như cất dấu bảo vật gì, nhưng có quá nhiều ma thú mà một người không thể xử lý được, nếu ai hứng thú có thể tới xem một chút. Đột nhiên, một tin nhắn xuất hiện trên khung chat, khiến Lâm Hữu chú ý. Di tích chiến trường, chẳng lẽ là tương tự với bí cảnh ẩn giấu? Ánh mắt của hắn đầy kinh ngạc, ấn mở để kiểm tra. Tây Nam, cách hướng Tây của hắn rất gần. Khoảng cách 500 km không là gì đối với một lãnh chúa cấp 8, rất nhanh là có thể đuổi tới. Vừa vặn, trước tiên đi qua nhìn thử. Nghĩ xong, hắn để đội ngũ thay đổi phương hướng lao về hướng tây nam theo vị trí mặt trời trên đầu tốc độ cũng tăng nhanh rất nhiều cùng lúc đó ở ngoài rìa khu vực được bao phủ bởi màu đen chết chóc ở phía tây nam của chiến trường năm lãnh chúa đang tụ tập ở đó với ánh mắt thâm trầm thế nào phát tin nhắn ra ngoài chưa lãnh chúa hệ ác ma mù một bên mắt thấp giọng nói đã phát ra ngoài thanh niên phụ trách phát tin tức gật đầu trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ hiện tại chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này canh chừng chờ con mồi cắn câu là được vậy thì tốt chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi tuyệt đối đừng để bọn hắn phát hiện ba người còn lại nói xen vào lúc đi vào cẩn thận một chút nơi này quá mơ hồ yên tâm đi chúng ta có nhiều người như vậy sẽ không có vấn đề gì đâu trong lúc nói chuyện với nhau tiếng của mấy người dần dần xa mang theo binh chủng biến mất trong mảnh đất có tử khí màu đen luồng tử khí cực kỳ nồng đậm như thể bị thu hút bởi thứ gì đó tất cả đều tập trung lại đây nếu như không nhìn kỹ còn thật khó phát hiện có người ẩn thân nơi đây mà sau khi tin tức mấy người phát ra ngoài không lâu lắm đã có hai lãnh chúa từ đằng xa vội vàng chạy đến khi đến đây thấy tử khí nồng đậm như vậy đầu tiên bọn hắn là giật mình sau là vui vẻ có thể được dị tượng thiên địa vây quanh đồ vật bên trong khẳng định không đơn giản sau khi mừng rỡ mỗi người vội vàng mang theo binh chủng cẩn thận xâm nhập vào trong dần dần biến mất không thấy gì nữa a à. a à. đột nhiên hai tiếng kêu thảm thiết vang lên truyền khắp toàn bộ di tích chiến trường sau đó toàn bộ sương mù đen kịt lại yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra các lãnh chúa khác cũng không biết có người bố trí mai phục bên trong di tích chiến trường ngay sau khi nhận được tin báo nhiều lãnh chúa gần đó đã chạy đến để tìm được kho báu trước các lãnh chúa khác một bước họ đều lao vào chỗ chết không hề nghi ngờ tất cả họ đều bị phục kích bởi năm lãnh chúa không thể đi ra từ bên trong hiện tại mới là ngày thứ hai chiến trường mở ra mà thôi năm vị lãnh chúa bậc tám tập hợp lại với nhau đó nhất định là một thế lực vô cùng đáng sợ trừ phi có thủ đoạn đào mệnh hơn người nếu không một lãnh chúa đụng tới sẽ không có cơ hội sống sót mà năm lãnh chúa kia cũng rất khôn khéo chuyên chọn ra những lãnh chúa đơn lẻ để động thủ nếu có hơn hai người cùng đi, đều bí mật tránh ra, để bọn họ trực tiếp đi vào di tích. Mau nhìn. Lại có người tới. Lúc này, thanh niên trong đội lại thì thào, thu hút đám người đang thu dọn chiến lợi phẩm kia. Trong đội ngũ của bọn họ, có một lãnh chúa hệ giả thú mang theo binh chủng giả oanh, có thể nâng cao năng lực tầm mắt xuyên thấu. Cho nên nhìn thấy rất rõ ràng tình hình bên ngoài tử khí. Chỉ thấy rằng trên vùng đất xa xôi cắm đầy vũ khí kỹ xét, một đội binh chủng khoảng 200 lính thực vật đột nhiên xuất hiện và đang nhanh chóng tiếp cận họ. Hệ thực vật Nam nhân một mắt dẫn đầu kinh ngạc, nhìn những thực vật kia. Bởi vì hắn phát hiện, vẻ ngoài của những binh chủng thực vật đó có vẻ khác với những thực vật khác mà hắn đã từng thấy. Không chỉ toàn thân phủ đầy rêu, mà ngay cả những chiếc lá trên thân cũng mảnh mai hơn các binh chủng thực vật khác, trong chúng giống như những ngọn cỏ cây cỏ mà lại có mấy binh chủng có hình thể rõ ràng là lớn hơn nhiều so với đồng xem ra vô cùng cổ quái làm sao chẳng lẽ người kia có vấn đề gì một người khác nhìn ra hắn đang nghi hoặc nhìn không được hỏi không có chẳng qua là cảm thấy những binh chủng thực vật kia có chút kỳ quái mà thôi tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị sắp thu lưới năm đối một lại còn là mai phục trong bóng tối nếu như vậy còn không bắt được thì bọn hắn cũng không cần lăn lộn trên chiến trường này. Cho nên rất nhanh, bọn họ mang theo binh chủng chậm rãi khuếch tán ra, chặn đường rút lui ở mọi hướng, bày ra thế trận bắt rùa trong hũ. Mà tất cả các đòn tấn công của họ đều nhắm thẳng vào bóng dáng đang ngồi trên vai của binh đoàn cây cổ thụ, sẵn sàng kết liễu bằng một cú đánh. Bên ngoài di tích chiến trường, Lâm Hữu vừa mới chạy tới, cũng không biết trước mặt có người mai phục. Khi vừa đến đây, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động chỉ thấy một mảnh đất rộng lớn bị máu tươi nhuộm thành màu nâu đen không biết nguyên nhân gì lại tụ tập một vòng hắc khí nồng đậm nó dường như đang xoay quanh một thứ gì đó thậm chí toàn bộ bầu trời phía trên cũng không ngừng dân trào và quay vòng lên phía trên nói là bí cảnh chiến trường chẳng bằng nói là bậc thang đi đến địa ngục hắc ám e rằng nếu ngươi bước vào có thể trực tiếp đưa người đi đi chúng ta đi xem một chút Lâm Hữu gọi tất cả thực vật đến bên người, quân đoàn cổ thụ vây quanh ở bốn phía, tạo thành trận thế phòng ngự xuyên qua sương mù đen, chậm rãi đi vào bên trong. Bị tử khí ảnh hưởng, toàn thuộc tính giảm xuống 5%. Đột nhiên, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Cước bộ Lâm Hữu dừng một chút, biểu cảm càng thêm ngưng trọng lên. Mới vừa tiến vào bên ngoài mà thôi, mà đã giảm 5% thuộc tính, nơi này quả nhiên không đơn giản như trong tưởng tượng. Hắn dừng lại một lát, lại tiếp tục đi về phía vực sâu. Nhưng vào lúc này, một cổ khí tức nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. Sưu. 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 Vài tiếng xé gió sắc bén, gần như đồng thời vang lên, theo bốn phía trong sương mù đen hướng về phía hắn. Tốc độ quá nhanh, đúng là trực tiếp khóa chặt vị trí của hắn, phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn. Có kẻ địch tập kích. Lâm Hữu giật mình, cơ hồ theo bản năng thôi động lực lượng pháp tắc ngưng tụ quy thuẫn kính bích quanh thân thể, hoàn toàn bảo hộ mình bên trong. Bành Cú va chạm dữ dội khiến toàn bộ bức tường kính rung chuyển dữ dội. Sau đó một tiếng vang giòn, triệt để vỡ vụn, nhưng cũng chặn thành công mấy đạo đánh lén. Ai? Lâm Hữu đột nhiên hét lớn, quân đội thực vật xung quanh hắn lập tức sáng lên, thủ thế chiến đấu. Có thể ở khoảng cách gần như vậy mà không bị hắn phát giác, còn khóa chặt một cách chính xác đối phương khẳng định có thủ đoạn ẩn tàng khí tức với cường hóa cảm giác. Mà công kích hàng loạt vừa nãy, đối phương ít nhất có ba lãnh chúa trở lên. Khó trách hắn cảm thấy nơi này quá mức an tĩnh, hóa ra đã có người sắp đặt mai phục ở đây từ trước. Chẳng lẽ là cùng một bọn với người lan tin tức? Vậy mà có thể cản công kích nhiều như vậy, coi như có chút thủ đoạn. Lên! Giải quyết hắn! Năm lãnh chúa Mai Phục dường như không thể ngờ rằng Lâm Hữu có thể chặn được đòn chí mạng của họ. Sau khi sửng sốt một chút, hắn lập tức hét lên một tiếng, lao ra từ bốn phía làng sương đen, vây lấy Lâm Hữu. Đến tận giờ phút này, Lâm Hữu mới thấy rõ đội ngũ đối phương bằng tầm mắt mơ hồ. Có năm cái lãnh chúa, mà lại là các hệ khác nhau. Mỗi người hầu như đều mang theo gần 300 binh chủng, tất cả khoảng 1.500. Đúng là xem trọng hắn nhưng bọn hắn thật sự cho rằng chỉ dựa vào số lượng thì có thể đối phó được hắn. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng. Điều hắn không sợ nhất bây giờ chính là quần chiến. Nhìn thấy người bên kia vây quanh mình, hắn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ xua tay. Bạch. Ánh sáng sáng lên. Một mảng lớn thực vật được hắn triệu hoán từ không gian bản nguyên. Trực tiếp cho quân số xung quanh mình thay đổi từ 200 thành 2.000. Trong đó có 1.000 cái, chính là hoa bất tử do thôn thiên triệu hoáng phục sinh từ thi thể chuyện gì xảy ra sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều thực vật như vậy tất cả năm lãnh chúa kia đều kinh ngạc bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới số lượng binh chủng của lâm hữu lại nhiều như vậy cũng bị chuyện này làm hoảng sợ phải biết rằng dù là hệ vong linh và hệ côn trùng với thiên phú chủng tộc có tăng thêm số lượng binh chủng nhiều nhất cũng chỉ đạt tới con số này mà thôi từ khi nào năng lực triệu hồi của hệ thực vật cũng mạnh như vậy. Mọi người đừng sợ. Thuộc tính của vật triệu hồi đều rất thấp, cùng tiến lên. Giải quyết hắn. Vẫn là người đàn ông một mắt đầu lĩnh kia là kẻ phản ứng lại đầu tiên, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Mấy người vốn đang khiếp sợ, lập tức phản ứng lại, đều truyền mệnh lệnh cho binh chủng của mình, vây quanh lâm hữu. Trong phút chốc, quan hoa công kích xuất hiện đầy trời, giống như thủy triều tràn về phía hắn thậm chí trong đó còn chứa mười mấy binh chủng cấp chín có thể nói thanh thế công kích dũng mãnh vô cùng cơ hồ đã đánh bay hắc khí bốn phía ánh mắt lâm hữu phát lạnh cũng không nhiều lời vô nghĩa chỉ thấy hắn vận chuyển sức mạnh quy tắc trực tiếp phát động rít rào giả mang nháy mắt mảng lớn tia sáng màu hồng đã bao vây tất cả thực vật hơn 200 gốc bản thể sinh sản thêm đã nhanh chóng hiện thân trong đội ngũ, thẳng tắp đón nhận đại quân binh chủng của đối phương, bắt đầu hung hăng va chạm với nhau mà quan hoa công kích trên bầu trời cũng theo sát xuống ầm ầm nổ tung trên người cổ thụ dàn thành hàng đằng trước cái gì người đàn ông một mắt kinh hoàng la lên con mắt hắn ta trừng lớn nhìn đám binh chủng cổ thụ chỉ bị chút vết thương nhẹ tất cả binh chủng viễn trình bọn họ vẫn sức ra một kích lại bị ngăn cản dễ dàng như vậy chỉ đánh chết mấy chục gốc hoa ăn thịt người thoạt nhìn rất giống vật triệu hồi mà nháy mắt khi đám hoa ăn thịt người kia chết đột nhiên thân thể chúng liên tiếp nổ tung nổ bay tất cả đám binh chủng cận chiến vừa xông lên, còn mang vào hiệu quả ăn mòn cực kỳ mãnh liệt. Mọi người cẩn thận. Gia hỏa này có chút không thích hợp. Bùng nổ toàn bộ khai hỏa cho ta. Cuối cùng, mấy người còn lại cũng phát hiện ra manh mối, một người hô nhỏ. Cả đám không dám tiếp tục nương tay nữa, đều lấy ra thủ đoạn áp đáy hồng của mình, khí thế tiến công tăng mạnh. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa ác ma của hệ ác ma móng vuốt tê liệt của hệ giả thú, cùng hóa của hệ hình người, kỹ năng cắt hệ của hệ nguyên tố. Tràn ngập bốn phía. Lâm Hữu cũng không nương tay, hắn trực tiếp mở ra màn che sinh mệnh. Chỉ huy binh chủng viễn trình dùng dây leo, trái phá các loại kỹ năng vừa theo sát tới điên cùng oanh kích bọn họ vừa không ngừng trị liệu. Mà quân đoàn cổ thụ và hoa bất tử là binh chủng cận chiến, lại là ngăn cản toàn bộ dãy trước của đối phương ở bên ngoài và chạm mãnh liệt với nhau. Tiếng trống giận và tiếng nổ mạnh không ngừng quanh quẩn bên tai, làm cho không khí bốn phía đều kịch liệt trung chuyển. Dưới triếc cào giả man và trị liệu quần thể tăng phúc, đại quân thực vật dần dần áp chế xuống tình trạng bùng nổ toàn bộ khai hỏa của năm người bên kia, giết chết từng con từng con binh chủng. Tuy rằng binh chủng thực vật của Lâm Hữu cũng có tổn thất, nhưng tất cả tổn thất đều là binh chủng sinh sản thêm và vật triệu hồi. Chỉ chốc lát sau khi chúng nó chết, lại có thể triệu hồi và một lần nữa gia nhập vào chiến đấu chớ đừng nói thực vật bản thể này. Ngoại trừ mười mấy con cấp chính kia, căn bản không có binh chủng nào cản được chúng nó tiến công, nơi chúng nó đi tới, thi thể đầy đất. Không thể nào. Trong lòng năm lãnh chúa đối diện chấn động mãnh liệt, bọn họ trơ mắt nhìn đội ngũ binh chủng của mình không ngừng tan tác. Mới qua vài phút, bọn họ đã tổn thất gần một phần năm binh chủng, sao đám thực vật kia có thể mạnh như thế? Điều khiến bọn họ khiếp sợ chính là sau khi binh chủng của bọn họ chết, thi thể lại trực tiếp biến thành hoa ăn thịt người, quay đầu lại phát động công kích với bọn họ. Giết chết một gốc cây, lập tức có một gốc khác bổ sung vào. Giết như thế nào cũng giết không xong. Hơn nữa, sau khi đám hoa ăn thịt người này chết, chúng nó còn có thể tự bạo. Bởi vậy, có khá nhiều binh chủng của bọn họ đã bị nổ nát dưới loại đấu pháp không cần mạng của hoa ăn thịt người. Đây thật sự là thực lực mà lãnh chúa cấp 8 nên có không phải bọn họ đang chống lại lãnh chúa cấp chính ư. Mấy người đang mãi suy nghĩ. Cuối cùng, hiệu quả của rào thét giả mang cũng hết hiệu lực, khí thế trên người tất cả thực vật chợt giảm xuống, một lần nữa khôi phục đến trình độ ban đầu. Khí thế của đám thực vật yếu rồi. Tinh thần của năm lãnh chúa kia vui mừng lên, cuối cùng cũng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn may, năng lực bùng nổ này có thời gian duy trì. Nếu vẫn luôn liên tục như vậy, Bọn họ chỉ biết nhấc chân chạy trối chết. Cơ hội tốt. Toàn lực tiến công cho ta. Giết đám thực vật này. Bọn họ có đông nhân số, tự nhiên binh chủng cũng có nhiều tăng phúc. Trích cào giả mang của lâm hữu đi qua, hiệu quả kỹ năng bạo phát của bọn họ vẫn còn. Này lên kia xuống, lập tức khiến sĩ khí của bọn họ tăng mạnh, trực tiếp thổi lên kèn phản công. Thậm chí có khá nhiều binh chủng nhanh nhẹn cao vòng qua quân đoàn cổ thụ tập kích về lãnh chúa Lâm Hữu. Lại không biết, khóe miệng Lâm Hữu ở trong thực vật đội ngũ, đột nhiên lại hiện lên một nụ cười quỷ dị. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Phanh. Một tiếng chấn động. Một góc khác trong đại quân thực vật có hỏa diễm nổ tung. Thừa dịp lực chú ý của mấy lãnh chúa đều bị hắn hấp dẫn. Đại pháo vẫn luôn ẩn nấp chờ phát động, cuối cùng cũng ra tay, dựa vào kỹ năng triệt tiêu âm thanh của cỏ đèn lồng, bắn ra một viên đạn với long viêm vần quanh, bay vút về phía lãnh chúa hệ giả thú ở gần nó nhất. Vừa rồi Lâm Hữu đã quan sát kỹ. Binh chủng của lãnh chúa giả thú kia, cung cấp cường hóa tầm mắt cho lãnh chúa khác, bởi vậy bọn họ có thể tập trung vào hắn trong hoàn cảnh nồng đậm tử khí ở đây. Mà hắn lại vì thị lực bị hạn chế, chỉ có thể phòng thủ bị động, có loại cảm giác bó tay bó chân. Nếu chết rơi con mắt này, điều kiện của hai bên sẽ ngang bằng nhau nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mới trong nháy mắt, viên đạn ẩn chứa khủng bố uy thế kia đã xẹt qua khe hở giữa đám binh chủng, bắn thẳng tắp về phía lãnh chúa giả thú. Cái gì? Lãnh chúa giả thú kia không hổ là cấp 8, phản ứng cực nhanh, hắn ta lập tức cảm ứng được một kích chắn chắc phải chết này. Nhưng căn bản không kịp kêu binh chủng quay về phòng thủ, chỉ có thể trực tiếp vận dụng kỹ năng bảo mệnh, một kỹ năng lãnh địa cho phép chính mình có 3 giây vô địch. Nhưng ngay sau đó, khi kỹ năng của hắn ta vừa phát động. Thông thiên ở trong đội ngũ thực vật xa xa đột nhiên hé miệng một cái, phát động kỹ năng cắn nuốt. Kết quả là trong nháy mắt, khi tầng sóng gợn vô hình vừa ngưng tụ trên người hắn ta, chợt hóa thành một cổ năng lượng, dung nhập vào trong miệng thông thiên. Không. Lãnh chúa giả thú kia hoảng sợ hô to. Âm thanh tiếp theo đột nhiên ngưng bạch trong miệng. Bởi vì bên trên ngực hắn ta, đã bị viên đạn vừa bay vút đến nổ tung thành một lỗ máu, trực tiếp đục lỗ trái tim. Mà toàn bộ binh chủng giả thú bên người hắn ta đều mất mạng theo, khiến hiệu quả cường hóa tầm mắt mất đi hiệu lực trong nháy mắt. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 30,26 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8 ít 1. Khương Đinh Bốn người còn lại kinh hoàng la lên, sắc mặt bọn hắn biến đổi điên cuồng. Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột. Một giây trước bọn họ vừa chuẩn bị phản công toàn diện, Dây tiếp theo đã chết một đồng bạn. Lập tức làm trong lòng bọn họ nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Gia hỏa kia lại ngang nhiên ra tay ngay khi bọn họ lơi lỏng nhất, lại cất giấu thủ đoạn khủng bố như vậy, trực tiếp miễu sát một lãnh chúa cấp 8 có kỹ năng bảo mệnh. Trốn. Mau trốn đi. Sau đó, bọn họ lập tức hiểu ra, đám người mình đã gặp phải tồn tại không nên dây vào, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bên trong chiến trường cấp 8 lần này, lại có lãnh chúa yêu nghiệp như thế. Đến đây, ai còn lòng ham chiến nữa, chỉ biết vội vàng dẫn binh chủng chạy khắp bốn phía. Hành động chạy trốn cực kỳ quả quyết, cùng với hành động điên cuồng tiến công vừa rồi như hai người khác nhau, đảo mắt một cái đã đi mất dạng. Lâm Hữu không truy kích bọn họ, vì lãnh chúa cấp 8 một lòng muốn chạy trốn, không dễ dàng đuổi theo. Hơn nữa tử khí lượng lờ chung quanh, nguy hiểm không biết, không nên chạy loạn thì tốt hơn, có thể thành công đánh chết một tên đã cực kỳ không tồi. Cũng may có đại pháo và thông thiên phối hợp. Nếu không bị đối phương dùng được thủ đoạn bảo mệnh, hắn cũng không nhất định có thể làm được một kích miễu sát. Hơn 30 triệu ma năng, trực tiếp khiến ma năng của hắn tăng lên gấp đôi, đạt tới hơn 63 triệu, thu hoạch này quá dày. Xem ra trước khi mấy người này gặp phải hắn, đã đánh chết không ít lãnh chúa rồi. Bây giờ, lại không công làm lợi cho hắn. Lâm Hữu hít sâu một hơi, ấn mở xếp hạng nhìn thoáng qua, lúc này hắn trực tiếp vọt tới vị trí thứ bảy trên bảng ma năng. Mà số một mẻ già nhỉ, đã tăng tới hơn 80 triệu. Cũng không tệ lắm, thu đội. Lâm Hữu la lên một tiếng với đám thực vật khuếch tán ra ngoài, triệu hồi toàn bộ chúng nó tới bên người. Sau khi hắn nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ, bắt đầu tiếp tục mang đội xâm nhập di tích bên trong. Nửa giờ sau, hắn cũng đi vào gần một cái mộ kiếm thật lớn mà khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc chính là lúc này ở bốn phía mộ kiếm đã có không ít lãnh chúa tới từ giới vực khác tụ tập tốt năm tốt ba tụ cùng một chỗ đề phòng dùng nhau xem ra đều là người từ các phương vị khác tiến vào không bị năm người kia phục kích lâm hữu xuất hiện khiến cho nhóm lãnh chúa chú ý bọn họ đều hướng ánh mắt về hắn sau khi nhìn thấy hắn chỉ đi một mình một bộ phận người bắt đầu lộ ra sắc mặt không tốt dù sao bên trong chiến trường cũng có kênh nói chuyện thực dễ dàng tìm được đồng bạn cùng giới vực lãnh chúa lẻ loi như hắn cũng không nhiều chớ đừng nói là một mình chạy đến loại khu vực kiểu này nhưng cũng có một ít người có tâm tư kính đáo rất nhanh đã chú ý tới máu tươi trên người binh chủng thực vật của lâm hữu ánh mắt không khỏi ngưng trọng bọn họ cũng không ngốc có thể một mình đi vào nơi này sắc mặt còn nhẹ nhàng bâng quơ không có một tia khiếp hãi như thế cũng không phải hạng người đơn giản không đáng vì tài nguyên mà tạo cho mình một đại địch huống chi bên cạnh còn có nhiều cường địch như vậy, lỡ như thật sự đánh nhau, chỉ sợ sẽ là hai mặt thù địch. Cho nên bọn họ cũng chỉ là âm thầm lưu ý mà thôi, chứ không tính toán ra tay với Lâm Hữu. Lâm Hữu cảm nhận được ánh mắt bọn họ, không hề nghĩ nhiều, chậm rãi đi vào bên cạnh một khối đá lớn trong góc, bắt đầu quan sát mộ kiếm xa xa. Mộ kiếm rất lớn, phạm vi chừng vài km. Thành lập ở trung gian bốn ngọn núi thật lớn, bốn phía đều có xiềng xích từ đỉnh ngọn núi kéo dài ra ngoài khóa chặt chẽ một nửa thanh kiếm thật lớn cắm vào mặt đất trung ương mộ kiếm chung quanh lại cắm đầy những thanh kiếm to to nhỏ nhỏ khác nhau thực hiển nhiên tử khí màu đen bốn phía đang chuyển động chung quanh cự kiếm kia hơn nữa rất thần kỳ chính là sau khi bọn họ tới gần phạm vi mộ kiếm tử khí bốn phía lại hoàn toàn biến mất chỉ xoay tròn trong phạm vi một km bên ngoài mộ kiếm Thật giống như có cái gì đó khiến chúng nó sợ hãi, không dám tới gần. Càng thêm kỳ quái chính là năm phương hướng bên trên cự kiếm lại được đúc thành từng bậc từng bậc đài cao. Từ dưới hướng lên trên, liên tiếp đến bên cạnh cự kiếm. 10 tầng đài cao ở năm phương hướng, tổng cộng là 50 tầng. Hơn nữa bên trên mỗi một đài cao đều cắm một thanh kiếm. Càng lên cao, khí thế của đám kiếm này lại càng dũng mãnh, lại có loại cảm giác của ngũ hành bát quái. Theo thời gian trôi qua, gần mộ kiếm kinh cũng có càng ngày càng nhiều lãnh chúa tụ tập lại. Từ ban đầu chỉ có mấy chục, biến thành mấy trăm, thậm chí mơ hồ có xu thế phá ngàn. Hơn nữa những lãnh chúa có mặt thuộc đủ loại chủng tộc, giới vực khác nhau, tất cả đều vây quanh bốn phía mộ kiếm, thấp giọng nghị luận. Nhưng không ai dám tới gần mộ kiếm, người nào người nấy đều đang đợi chim đầu đàn làm gương, chỉ sợ bên trong cất giấu nguy hiểm gì. Một đám nhát gan, cho ta lên trước đi cuối cùng, trong đám người cũng có một đại hán hung ác đi ra. Đối phương mang theo một đội đao thuẫn thủ và cung binh hệ hình người trực tiếp đi vào phạm vi bên trong mộ kiếm, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt tất cả lãnh chúa. Hình như là ngô dũng đại lục chiến tôn, không nghĩ tới cả hắn cũng đến đây. Nghe nói chiến trường vạn giới lần trước, một mình hắn chém giết hơn 20 lãnh chúa cấp 8, thực lực rất cao. Phỏng chừng bên trong chiến trường này, chỉ có mấy biến thái 10 thứ hạng đầu có thể chèn ép hắn có trò hay để xem rồi nhóm lãnh chúa bàn tán xôn xao nhìn không chuyển mắt vào bóng dáng ngô dũng rời đi bên trong mộ kiếm này vừa nhìn đã biết bên trong cất dấu bảo vật khó lường mà bảo vật thường thường sẽ liên quan tới nguy hiểm hiện giờ có người đi dò đường cho bọn họ tự nhiên là thích hợp nhất kể cả lâm hữu đứng một mình ở góc cũng không nhịn được bị hành động của ngô dũng hấp dẫn tò mò đánh giá nhưng khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là ngay khi ngô dũng mang theo binh chủng bước vào phạm vi mộ kiếm nguy hiểm hoặc biến cố trong tưởng tượng lại không xảy ra ngược lại là cự kiếm bên trên đài cao kia đột nhiên bùng nổ một cổ ánh sáng trắng chói mắt chiếu sáng lên mộ kiếm giây tiếp theo tia sáng kia hóa thành vô số kiếm khí sắc bén bắn nhanh tới giống như vạn kiếm quy tông bay múa qua lại trên không trung vần quanh cự kiếm một bộ phận kiếm khí bên trên còn mơ hồ tản ra huyết quang và sát ý đậm đặc. Trực tiếp khiến nhóm lãnh chúa lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ. Cùng lúc đó, vài tiếng nhắc nhở đã vang lên trong đầu bọn họ. Mở ra di tích chiến trường mộ kiếm vong giả. Những chiến sĩ ngã xuống ở di tích, đã biến thành chiến ý, là nơi những anh linh trầm mê trong giấc ngủ say. Chỉ có thông qua khảo nghiệm đi lên tầng cao nhất, nhận được sự tán thành của kiếm vong giả, mới có thể nhận bảo vật chiến trường, cùng với khen thưởng binh chủng loại trang bị hiếm thấy. Bảo vật chiến trường Còn có binh chủng hiếm thấy. Tất cả lãnh chúa đều kinh ngạc, một đám trừng lớn con mắt. Binh chủng hiếm thấy, còn là binh chủng loại trang bị cực kỳ thưa thớt. Tuyệt đối là khó xuất hiện nhất bên trong tất cả binh chủng, cũng là một trong những binh chủng loại phụ trợ cường đại nhất. Ví dụ như rêu cộng sinh và rùa đen lá trắng của Lâm Hữu, chúng đều thuộc binh chủng loại trang bị thậm chí áo giáp trên người đầu trâu mặt ngựa, hắn từng thấy trong bí cảnh cỡ lớn ngày trước, cũng đều là loại binh chủng này. Cho dù chúng nó không thể nào giống treo cộng sinh, có năng lực đột biến cải tạo thành tồn tại càng thêm biến thái nhưng cũng khiến thực lực tăng lên cực kỳ lớn. Dù sao hai binh chủng cấp 8 lợi hại tới mức nào, cũng không thể địch nổi hai binh chủng cấp 8 hợp thể đi lên tới đỉnh phong. Đây là trên lệch về chất, có thể hiểu năng lực phụ trợ của binh chủng loại trang bị mạnh mẽ tới mức nào, kể cả lâm hữu cũng không nhịn được có chút động tâm mà khi mọi người ở đây đang bàn tán xôn xao kinh hô không ngừng lúc này ngô dũng ở trong mộ kiếm đã đi vào tầng dưới chót của một trong số những đài cao kia đài cao kia không lớn nhưng cũng có kích thước chừng trăm mét ngô dũng vừa đứng lên chỉ trong nháy mắt đài cao đó đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng vậy mà binh chủng bên người hắn ta lại toàn bộ biến mất chỉ chừa lại một mình hắn ta ở trên đó và một thanh đại kiếm hai tay loan lỗ rỉ sét được cắm ở trung ương đài. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bên trên không thể triệu hồi binh chủng? Chắc là đúng rồi, không biết vừa rồi khảo nghiệm nhắc nhở là cái gì. Có người bàn tán xôn xao. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.